mình chạy slide lại, thành ra là mọi người bị nhận slide nó muộn hơn là vì thế. Bởi vì là slide trước là mình sắp xếp mà nó kiểu khác, thế nhưng mà slide này là mình sắp xếp đúng theo sách, mọi người theo sách nó dễ. Nhưng mà xong rồi đấy, một cái sách chỉ là xíu cũng thôi. Đấy là Profit Distribution đã là xong. Ok. Nào, hôm qua sáng nay mình học về định giá nhỉ, Valuation. Mình skip cái phần section 2, bởi vì là section 2 nó liên quan tới kiểu là rủi ro và xuất sinh lời. Thì nó sẽ có cái vụ là rủi ro của owner với cả rủi ro của lender, thì nó sẽ dẫn đến là cái expected return của họ là như thế nào, và điều đấy nó cũng chính là cost của cái capital của mình. Thế mình skip nó ở trong cái phần financing, nhưng mà cuối cùng cái phần định giá thì vẫn đi học lại nó, nên là thôi đành là phải recover lại. Đây là cái hôm qua mình hôm qua mình cái phần break and returns mà mình có explain với mọi người, đó là khi mà mình lựa chọn cái mình lựa chọn là take risk ở trong cái tức là mình đầu tư là một owner, thì nếu mà mình tức là mình không lựa chọn cái risk free rate đúng không, mình không thích chơi view, mình tới thị trường chứng khoán thì mình đầu tư nhiều hơn thì mình được LLM. Như vậy là nhảy từ cái risk free rate là lên thị trường chứng khoán là mình thêm bù cái phần là LM trừ rate đúng không, risk free rate. Nhưng mà vấn đề là mình, thị trường chứng khoán mình cũng không mua được hết từng đấy mã, mình chỉ mua được một mã thôi. Và vì vậy nên là mình cái rủi cái sức lời bù thêm cho cái việc là mình không lựa chọn RM mà mình lựa chọn cụ thể đó là Vinamilk, thì cái phần bù của mình sẽ được hưởng là beta nhân LM trừ trừ đi LS. Đó là vì là cái beta đấy nó là chỉ số rủi ro tương đối. Thì đối với cả blue chip các bạn sẽ nhìn thấy cái hiện tượng rất là dễ nhìn thấy, tức là nó rơi trong khoảng từ 0,3 đến 0,6 beta là như vậy, thì nó thông thường là blue chip. Thế còn nếu mà penny thì nó bắt đầu trên một đấy, trên một, và cái cổ phiếu nó nằm ở giữa giữa thì nó sẽ nằm được khoảng là 0,8 đến 1,1. Còn đâu là cổ phiếu mà càng penny bao nhiêu thì cái hệ số beta nó lớn hơn một, vì khi mà nó lớn hơn một ý, tức là nó rủi ro nó cao hơn hẳn rủi ro thị trường, nó cao hơn hẳn cái mức RM ấy. Thế thì đấy là cái lý do mà tại sao mà khi nói về là mình đầu tư vốn chủ sở hữu ấy, thì mình sẽ sử dụng công thức là CAPM, là risk free rate cộng với cả beta nhân với cả risk premiums, và risk premium này là equity risk premiums, là khi mà mình đầu tư vào thị trường nó vốn cổ phần, khi mình vào thị trường chứng khoán là thị trường vốn cổ phần, đối với cả cổ phiếu là vốn cổ phần. Thế thì cái thứ hai, cái này sau này ở cái phần financing mình cho nó còn kỹ hơn nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ dựng cái base cho mọi người trước đã. Thế cái thứ hai là nếu như mà mình không 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 phải là mình đầu tư bằng vốn cổ phần mà mình đầu tư bằng vốn nợ. Mình đầu tư bằng vốn nợ thì cái đơn vị mà họ cấp nợ cho mình ấy, cái đơn vị cấp nợ cho mình thì bao giờ họ cũng sẽ kiểm tra xem cái độ tin cậy của mình đối với cái việc trả nợ là như thế nào, đúng không ạ? Độ tin cậy với trả nợ như thế nào, thì độ tin cậy của việc trả nợ đơn giản nhất là đầu tiên là mình trả được lãi, đúng không ạ? Không có nói với mọi người là không cần quan tâm đến phần gốc, bởi vì cái phần gốc thì đối với dự án thì mình sẽ có cái phần là phần khấu hao cộng dồn rồi trở lại, depreciation mình cộng dồn trở lại, nó sẽ là cái quỹ để mình trả theo cái phần gốc. Tại vì tài sản mình mua lúc đầu tiên rồi mà, thế thì cứ mỗi một năm mình sử dụng thì mình lại khấu hao để mình giữ lại những cái khấu hao đấy. Thế nên là cái nhà này là 100 năm thì năm thứ nhất mình giữ lại 1 tỷ, năm thứ hai mình giữ lại 2 tỷ, cứ như thế mình giữ, thì cái đó nó sẽ sử dụng để trả gốc. Thế nên là trong trường hợp đấy project cũng mọi người cũng không nhìn thấy cái phần là đánh giá khả năng trả trả gốc. Còn đối với doanh nghiệp ấy thì mình đi vay mình cũng không phải đánh giá khả năng trả gốc, bởi vì là nó đã được đảm bảo toàn bộ cái tài sản của doanh nghiệp rồi. Thế thế nên là mọi người sẽ nhìn thấy là khi mà mình đánh giá cái khả năng trả nợ thông thường theo định kỳ ấy, người ta chỉ quan tâm đến việc mình có trả được lãi hay không thôi. Và trong cái trả lãi đấy thì mình có hai loại công thức. Công thức thứ nhất là trả lãi bằng tiền, và công thức thứ hai là thôi tính trên tổng thu nhập là mình có cao hơn cái phần lãi không, thì mình trả bao nhiêu hay không. Thì đó chính là hai cái chỉ số cuối cùng, như là long term solvency ấy, là hôm qua mình có nhìn cái chỉ số phân tích. Thế nhưng mà nó còn cao hơn nữa, đó là liên quan tới cái việc là mình có vỡ nợ hay không. Đấy, và khi mà cái khái niệm vỡ nợ thì mọi người sẽ nhìn thấy là credit rating, là xếp hạng tín dụng. Mình vào tất cả các ngân hàng ấy, mình thấy họ đẩy một cái biển như này này là credit rating, thì hiện nay tất cả những cái biển đấy thì là họ thuê cái tổ chức lớn nhất thế giới hiện nay, còn cái tổ chức lớn nhất là Standard & Poor's S&P,
thứ hai là mút đi đấy, thứ ba là mút đi và thứ ba là gì mà bắt đầu chữ mở ấy. mình không nhớ chính xác lắm. Standard & Poor's, Moody là hai cái tổ chức mà nhiều nhất. Thế thì khi mà các bạn vào, các bạn sẽ thấy họ xếp hạng ví dụ như là BB cộng đấy, hoặc là C, hoặc là BB, hoặc là A, tức là cái đó thì cái đấy nào gọi cái này nó chính là cái rating, tức là họ xếp cái hạng của mình. Thế thì cái rating này thì khi mà mình cái hạng của mình cao nhất ấy, là cái hạng AA hoặc là hạng AA. Vậy thì họ xếp như này, mọi người sẽ nhìn thấy thì thông thường họ xếp thành 4 category. Cái này là mới chỉ có 3 và thông thường nó là 4 category. 4 category là category của A, category của B, category của C và cái cuối cùng là D. D là chắc chắn là mình sẽ vỡ nợ. Thế nên ở đây á, có thể là nó sẽ show cho mọi người cái phần D, nhưng mà không cần show D cũng được. Bởi vì nếu mà anh không đạt được cái trên trên cuối cùng thì coi như là anh không được rating luôn, bởi vì anh là bị vỡ nợ. Thế thì cái A, A, B, 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 C, C, C này nó là như thế nào? A là chắc chắn trả được nợ và chắc chắn trả được cả gốc và lãi và luôn luôn on time. Đấy, thì nó là nhóm A. Nhưng mà tùy vào cái mức độ là chắc chắn theo kiểu là trả được, tức là anh đủ phần lãi nhưng mà anh đủ hơn nhiều hơn bao nhiêu lần. Tại vì nếu mà trả được thì hơn một lần cũng là trả được, đúng không ạ? Nhưng mà hơn 100 lần cũng là trả được. Thì cái việc mà cái khả năng, năng lực trả như thế thì nó sẽ xếp từ cái khối A cho đến khối A trừ, hoặc là ở nhiều chỗ thì họ xếp cái chữ A nhỏ phía dưới. Đấy, đấy là cái ở cái nhóm A là nhóm chắc chắn trả được và trả được đúng hạn. Nhóm thứ B là nhóm là trả được nhưng với điều kiện là nền kinh tế không có gì thay đổi. Khi mà có sự thay đổi của business environment thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ bị chậm trả, nhưng người ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Thế thì vậy nên là cái B này nó gọi là nhóm bị tác động của môi trường, có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán. Thế nên là nếu mà, nhưng mà chính vì thế nên nếu như mà những cái doanh nghiệp ấy mà khi mà các tổ chức họ cho vay đấy mà họ đánh giá thuộc nhóm B thì bao giờ họ cũng có một cái phương án B dự phòng, đó là phương án cho đáo hạn nợ. Đáo hạn nợ tức là thay vì người ta trả trong 6 tháng thì có thể sẽ dẫn đến là gần 16 tháng kế tiếp để người ta recover do cái sự thay đổi business environment đó, người ta sẽ bình thường trở lại. Thế nên là đối với nhóm B. Nhóm C thì là không những chỉ là thay đổi môi trường mà họ có thể bất kỳ một cái điều gì đó vận hành nội bộ của họ dẫn đến việc trả chậm trả. Thế nên là đối tượng này thì cũng nằm ở trong cái đáo hạn, nhưng mà có thể sẽ có những một trong những trường hợp là siết. Ví dụ siết ở đây là có thể đổi vị trí. Ví dụ như mình đang là lender, là mình đang cho vay, mình có thể đổi vị trí từ lender sang owner. Đó, nghĩa là gọi là mình take over cái doanh nghiệp luôn đấy, thì nhóm đấy thuộc nhóm C. Còn nếu mà không thì nhóm D, nghĩa là người ta cũng không cần cả doanh nghiệp luôn, bởi vì doanh nghiệp có vận hành đi rằng nó là nằm chết, thì trong trường hợp đấy là nhóm C. Thế thì đối với cả mình ý, thì hiện nay là Vietcombank của mình ấy là cái doanh nghiệp mà được niêm yết ở nước ngoài, thì mình đạt là BB cộng. Chính phủ Việt Nam của mình cũng đạt BB cộng. Còn ví dụ như là trái phiếu của Vingroup ấy là nó là BB. Tức là họ vẫn, tức là nó đủ cái khả năng trả nợ. Tuy nhiên là nếu mà có sự thay đổi thì có thể dẫn đến là mình sẽ phải dự phòng đáo hạn cho những cái tổ chức này. Thế thì đấy là xếp hạng. Vậy thì cái xếp hạng này nó dựa vào đâu? Standard & Poor's, Moody thì họ dựa trên hai bộ tiêu chí, một bộ tiêu chí mang tính định tính và một bộ tiêu chí mang tính định lượng. Thì họ không bao giờ công bố, bởi vì là cái đó là cái making money của họ mà, họ sẽ không bao giờ tiết lộ cho mình. Thế nhưng mà thì các cái quyển sách học thuật ấy thì họ cũng đưa ra mô hình để đánh giá cái credit rating này. Thì ở trong cái trong môn học này của các bạn thì mình sẽ giới thiệu bạn hai mô hình cực kỳ đơn giản. Mô hình thứ nhất là điểm số Z. Z scoring. Thì cái Z scoring, các bạn nghe cái điểm số Z thì các bạn sẽ mường tượng ngay ra cái điểm số Z tín dụng của ngân hàng thương mại. Thì khi các bạn đi vay ấy, ngân hàng thương mại họ sẽ có một cái manual và họ sẽ check xem là mình đạt cái Z score là bao nhiêu, thì nó sẽ xếp lại cái Z score vào trong cái theo cái điểm tương ứng thì họ sẽ xếp mình thuộc nhóm A, nhóm B hoặc là nhóm C. Thế nhưng mà cái Z score của ngân hàng thương mại thì bây giờ cũng gồm có hai bộ Z score, một cái bộ Z score là định tính và một bộ Z score là định lượng. Thế thì nhưng mà ở đây trong cái mô hình học thuật của mình ở đây thì nó chỉ là mô hình định lượng thôi, tức là người ta đo một số các cái chỉ số về business performance, financial performance để nó khẳng định rằng là anh thuộc cái nhóm nào. Thì cái đấy là điểm số Z score của Upman, và Upman thì có điều chỉnh Z score này cho các doanh nghiệp thuộc các industry khác nhau. Thế thì kể cả tiến sĩ người ta cũng sử dụng cái mô hình này. Tuy nhiên là họ cũng sẽ khi mà họ đưa một cái điểm số Z thì nó tác động tới cái việc vỡ nợ của doanh nghiệp này, thì họ sẽ bổ sung thêm những cái biến định tính nữa. Và những biến định tính đấy thì nó chạy trên dữ liệu và nó chạy hồi quy đơn giản, hoặc là nó phát hiện ra mối quan hệ theo kiểu mình gọi là
mặc từng kinh nghiệm nature model ấy, thì nó sẽ ra được cái tác động của các cái yếu tố này để sau này nó đưa vào các bạn bằng manual để chấm. Thế còn cái mô hình thứ hai mà cũng sẽ giới thiệu với các bạn, đó là mô hình đơn giản của Damodaran. Ông mô phỏng trong quyển sách này thì ông ấy chỉ dùng cái khả năng trả lãi thôi để ông ấy xem là cái khả năng mình gấp 100 lần hay là chỉ gấp 1 lần để ông ấy ranking người ta ở trong cái nhóm là A hoặc B hoặc C. Thế thì vậy thì khi mà mình cho ai đó vay tiền thì mình bắt buộc phải đánh giá được credit rating của họ. Và như vậy là credit rating nó ngầm định rằng người ta có rủi ro hay không, đúng không ạ? Vậy thì cái thực chất cái rating này là nó chính là đo lường mức độ rủi ro. Và vì cái mức độ rủi ro đấy thì nhóm AA được gọi là nhóm ít rủi ro, gần như không có rủi ro, và nhóm CCC là nhóm rủi ro rất là cao, còn nhóm D thì là hoàn toàn rủi ro tính. Thế thì vậy nên là mình có cái vụ là risk taking thì mình sẽ có là risk compensation, đúng không ạ? Mình sẽ có được bù cho cái risk taking đấy, hay mình gọi là risk premiums. Và vì vậy nên nó nằm ở cái chỗ này, nó gọi là sweep interest, là cái phần người ta sẽ cộng thêm vào do cái việc anh xuất hiện rủi ro, nó sẽ cộng thêm vào cái lãi suất chuẩn. Thế nên là tại sao nói là cái người này lên thì là 14% nhưng người kia lên nó chỉ là 11% thôi, là nó do cái việc là credit rating của bạn bên này thì nó bị cộng thêm bao nhiêu nữa. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là nếu mà nhóm đầu tiên, nhóm Dana thì là không cộng một tí nào luôn, họ chỉ cộng cái mức base, interest base. Thế thì cái interest base này tính như thế nào? Thì bình thường là nếu như mà theo lý thuyết thì người ta sẽ lấy cái risk free rate họ cộng vào. Nhưng mà risk free rate thì nó nhớ là risk free rate mình đang sử dụng là treasury bill, đúng không? Là trái phiếu chính phủ, kỳ phiếu của bạn nhà nước. Treasury bill, nhưng mà treasury bill thì không thể áp dụng hệ thống ngân hàng thương mại được, bởi vì ngân hàng thương mại kiểu gì thì kiểu của họ, nhiệm vụ chính của họ là gì? Họ fund mobilizations và xong sau đó thì họ fund operating mà. Tức là họ huy động, họ cho vay, họ huy động, họ đầu tư. Và cái quá trình đấy họ mất một cái nó gọi là operating cost, là cái chi phí vận hành. Và chi phí vận hành này của họ là do cái việc mà buôn tiền đó, thực chất của họ là bản chất là họ buôn tiền. Thì họ gặp phải cái rủi ro của interest rate risk và cái structural risk, là mình gọi là rủi ro của lãi suất và rủi ro của cấu trúc của cái nguồn vốn huy động. Ví dụ như là họ huy động tại cái thời điểm mà nếu như cái sổ tiết kiệm của cô chẳng hạn nó vào tháng 2 năm vừa rồi á, mà cô gửi 12 tháng, thì đến tại thời điểm này là nếu mà cô bắt đầu mới tất toán cái sổ đấy thì cô được hưởng là 9.8% của MB đấy, cái hồi tháng 2 không phải của Bico BIDV đấy, thì là mình được 9.8 bởi vì mình nằm trong cái danh sách là danh sách khách VIP, thì mình cái của mình nó khác với cả cái danh sách mà người ta công bố ở bên ngoài, tại vì nó là các khách hàng doanh nghiệp mà mình đi theo doanh nghiệp thì mình sẽ được cái phần VIP đó. Thế thì xong thì sau đó thì nhưng mà vậy thì nếu như ngân hàng họ tại thời điểm này họ đã phải huy động của mình đến 9.8, thì bây giờ các bạn thử nhìn xem hạn lãi suất đi vay họ có đi cho vay nổi 9.8 hay không. Đấy là họ bị cái đó nó gọi là rủi ro lãi suất của tất cả những cái máu huy động. Thứ hai là rủi ro kỳ hạn. Rủi ro kỳ hạn như là ví dụ như là bây giờ họ khách hàng của họ đến vay ấy là long term lending, là đi vay dài hạn, nhưng mà vừa huy động lại là huy động ngắn hạn, thì trong trường hợp đấy họ sẽ bị một cái rủi ro cực kỳ kinh khủng, đó là về liquidity, về tính thanh khoản. Vì họ phải chờ một năm họ mới lấy được tiền bên này, nhưng họ đã phải trả cho đầu bên kia là 3 tháng. Thế nên ông ấy có cái chuyện rằng là sẽ nhiều lúc là các ngân hàng họ phải chạy đua về mặt là cố gắng để huy động và tăng lãi suất huy động hàng ngày, bởi vì họ gặp phải cái rủi ro về các cái cấu trúc như thế. Và giờ rủi ro mà cấu trúc thì nó có một cái rất là nguy hiểm, đó là nó có thể tê liệt toàn bộ ngân hàng và dừng luôn, bởi vì là không trả cho họ tiền nó vẫn gọi đình công mà. Thế nên là chính vì như vậy nên là cái mức lãi suất ấy mà đặt ở đây ấy, thì nó không phải là mức lãi suất của treasury bill, tức là cái mức thấp nhất không phải là treasury bill, mà mức thấp nhất ở đây là hai cơ sử dụng cái certificate of deposits và một cái mức lãi suất tiền gửi bình quân trong hệ thống. Ví dụ như bình quân trong hệ thống của mình hiện nay là nó vào khoảng 4.5 gì đó, tầm đó hiện tại thời điểm hiện nay. Như vậy từ cái 4.5 này thì bắt đầu là mình sẽ cho vay khi mà chỉ khi nó từ 4.5 trở lên. Đấy, và vì vậy nên các bạn sẽ thấy họ sẽ dùng cái đó. Ở đây là CDS, là Certificate of Certificate là cái gì ở phía dưới này. Nhưng mình nhìn thấy là mình thấy rất luôn. Đây là lãi suất của các bạn chứng chỉ gửi trong thị trường, đúng rồi. Đây nó chính là cái mức lãi suất huy động đấy. Thì ở đây mình sẽ cộng nó vào, và cái này nó gọi là spread. Thì vậy thì trong trường hợp mà mình là rủi ro thuộc nhóm C, tức là mình vẫn có, mình đến đi vay, người ta vẫn cho mình vay, nhưng mà cái khả năng mà mình chậm trả là gần như rất là cao, thì
thì lúc đó họ sẽ cộng 10% vào, 10% vào. Thế thì ví dụ như bây giờ mình cứ cho là lãi suất của mình bắt đầu 4.5 đi, mình dùng nhóm này sẽ là 14.5, 14.5. Đấy, thì nó sẽ là rất là cao như vậy. Còn tất nhiên là cái spread này này nó sẽ tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi một ngân hàng. Có nhiều ngân hàng thì họ chấp nhận rằng là họ cho vay rất là thấp và họ có dự phòng bị mất vốn rất là cao, thì trong trường hợp đấy họ sẽ điều chỉnh cái spread này nó sẽ rất là thấp bởi vì họ cần là cần cái lúc chuyển tiền. Thế nhưng mà có những cái ngân hàng, ví dụ ngân hàng rất là kêu như là ngân hàng MB ấy, thì họ để cái này rất là cao để họ ngăn cho cái việc mà vốn tín dụng nó cao. Thì điều đó ở đây là cái ví dụ cho thấy cái việc mà người ta sẽ dựa trên cái người cung ứng vốn ấy, là người ta kỳ vọng về cái mức lãi suất là nó sẽ là dựa trên cái lãi suất cơ bản cộng thêm với cái phần rủi ro nó sẽ gặp phải, nó sẽ cộng thêm như vậy. Và đối với cái đơn vị bên kia là cái đơn vị nhận cái vốn đấy thì đấy chính là cost of debt, đấy là khoản nợ của phần nợ, chi phí của phần nợ, cost of debt. Thì cái đó là cái vậy thì bây giờ mình lại quay lại cái bài định giá của mình. Tại sao mình lại phải nói lại vấn đề này, tức là mình nói qua một vấn đề này trước, bởi vì vấn đề này nó sẽ là cơ sở của cái việc là mình đặt cái hệ số chiết khấu. Hệ số chiết khấu của vốn chủ thì nó vẫn đấy là mình sử dụng là RE, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà cái nguồn vốn của mình ấy nó đến từ hai nguồn thì bắt buộc nó sẽ là phải bao gồm cả cái phần vốn chủ và cả phần vốn nợ. Thế nên là mình phải nói sơ qua với các bạn như vậy. Extended. Rồi ạ, thì bây giờ mình sẽ sang đến cái định giá thứ ba mà nó sẽ liên quan tới việc là nó sẽ áp dụng cho những cái trường hợp mà mình mua bán doanh nghiệp hoặc là nó sử dụng cho IPO đấy, Initial Public Offering, và lần đầu tiên mình chào bán cái cổ phiếu của doanh nghiệp mình nó ra thị trường, thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp thứ ba, đó là phương pháp ban đấy mình dividend rồi nhé. Sang đến giúp mình này, dividend dành cho là đầu tư từ 3 năm, 5 năm đến 10 năm, người ta sẽ sử dụng dividend. Multipliers là dùng cho từ 1 đến 3 năm. Thế còn bắt đầu là đến siêu dài hạn thì chúng ta sẽ sử dụng cái là free cash flow to for firm, free cash flow for firm. Free cash flow for firm. Thì với cái phương pháp free cash flow for firm như thế này, người ta sẽ định giá doanh nghiệp dựa trên lợi ích mà doanh nghiệp đó đem lại trong suốt cái quá trình vận hành của doanh nghiệp. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây mình sẽ có là cái doanh nghiệp đấy nó sẽ tăng trưởng trong tương lai như thế nào, thì họ sẽ dựa trên cái giá trị mà doanh nghiệp đó nó cứ tạo ra hàng năm và nó cứ tích lũy lại, bởi vì nó không dùng mà nó cứ đây nó tích lũy lại. Thế nên là vậy thì cái giá trị expected cash flow mà nó tạo ra hàng năm như thế, hay mình gọi là free cash flow for firm như thế, thì nó sẽ được bằng là gì ạ? Nó sẽ bằng là những cái thu nhập trong năm đó tạo ra, nhưng mà mình trừ đi reinvestment dividend, tức là cái phần tái đầu tư mình sẽ cần, thì mình sẽ trừ nó ra. Thế thì vậy thì vấn đề nó đặt ra là cái chỗ này này, là cái dòng tiền mà doanh nghiệp đó, cái dòng tiền ở phía trên này này, nó là doanh nghiệp tạo ra hàng năm, sau đó trừ đi reinvestment thì mình có cái dòng trên này. Nhưng mà cái dòng trên này của mình nó tiến tới vô cùng. Như vậy thì vấn đề đặt ra là mình làm thế nào để ước lượng đến vô cùng. Mình ước lượng một cái hệ số G cho đến vô cùng thì nó cũng vô lý, đúng không ạ? Bởi vì không có một cái doanh nghiệp nào nó tăng trưởng một cái nhịp nó lên tận vô cùng cả. Thế thì còn nếu mà mình ước lượng hai nhịp, nghĩa là ok năm nay grow như thế này, rồi sang năm sang một cái kỳ khác là grow nó sẽ khác, thì nó sẽ gặp phải một vấn đề là cái doanh nghiệp của mình nó phải tồn tại hàng trăm năm. Như vậy thì cái step 1 của mình nó sẽ là bao nhiêu năm, step 2 của mình nó sẽ là bao nhiêu năm. Vậy thì nếu mà step 1 nó chỉ có 2 năm thôi, như vậy thì step 2 của nó sẽ là vô cùng trừ đi 2 năm. Như vậy sai số nó cũng sẽ càng lớn. Thế nên là cái trường hợp thứ 3 thì thông thường thì người ta hay chia cái toàn bộ cái phasing đó, mình gọi là phasing, cái phân kỳ, thì nó sẽ chia thành 3 kỳ. Một cái kỳ là hiện tại anh đang tồn tại đây,
một cái kỳ thứ hai là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ rơi vào giai đoạn bắt đầu nó giảm dần, và đến cái giai đoạn thứ ba thế là giai đoạn nó bắt đầu bão hòa, nó đứng và nó đúng theo cái mình gọi là cái product life cycle ấy ạ. Product life cycle của mình nói như thế này, cái product life cycle nếu mà mọi người tại vì mọi người ở đây mọi người làm kinh doanh rồi thì mọi người rất là ok. Product life cycle như thế này, mình sẽ có là bao giờ doanh nghiệp khi chào bán một cái sản phẩm ra thị trường thì họ phải chịu một cái chi phí là chi phí R&D, và R&D thì mà lại còn chưa bán được cái gì hết, đúng không ạ? Thế nên là cái đường product life cycle bao giờ nó cũng là từ phía dưới âm nó bắt đầu nó đưa lên. Thì giai đoạn này nó gọi là giai đoạn nghiên cứu phát triển giới thiệu sản phẩm. Xong sau đó thì bắt đầu là gì? Thấy sản phẩm được thị trường bắt đầu chấp nhận thì nó là cái giai đoạn bắt đầu xâm nhập, đúng không ạ? Khi mà xâm nhập rồi thấy ok rồi, đúng không ạ? Bắt đầu đến giai đoạn bắt đầu expanding là mở rộng. Và khi mà mở rộng đến một cái thời điểm nào đó bắt đầu nó đi ngang, nghĩa là bắt đầu nó gặp phải vấn đề bão hòa, và sau đó thì cái sản phẩm của nó sẽ chết, đúng không ạ? Thì đấy nó gọi là product life cycle. Thế nên là chính vì cái như thế này mình ra làm, ví dụ như là những cái doanh nghiệp như là thằng Apple ấy, thì nó luôn luôn muốn cái sản phẩm của nó ở cái mức là cứ lúc nào nó cũng ở cái giai đoạn đầu tiên. Thế nên là chính vì thế nên mọi người sẽ nhìn thấy là cái R&D của Apple ấy, nó khẳng định rằng là gì, nó đủ hai ý tưởng đủ cho 200 năm để nó sản xuất. Thế nên là luôn luôn là đến đây một cái sản phẩm nó chưa kịp để người ta chán, nó tung ra một sản phẩm mới, nó ra một cái sản phẩm mới. Thế nên nó gây ra một cái thứ rất là siêu nghiện đối với cả Apple là như thế. Đấy, mỗi thứ nó chỉ có một chút xíu thôi, mình phải trả cái một chút xíu thì rất là nhiều. Thế đấy là cái cách mà họ giúp họ recover cái vụ đấy. Thế thì đối với cả những cái công ty như là Apple thì khi mà mình định giá nó và tương lai rất là khó, thực sự rất là khó. Khó, và vì vậy nên cái định giá của Apple thì thông thường thì người ta phải tách riêng cái phần R&D ra riêng, tách riêng cái phần đó ra để họ coi như là cái phần đó nó gọi là invisible assets, và nó đưa cái đó thành invisible assets và nó đưa ra bằng cái giá trị luôn. Thế còn đâu là nó tất cả những cái thứ còn lại nó sẽ theo nguyên lý bình thường thì nó mới ước lượng được của giá trị của Apple, nếu không thì không thể ước lượng được, bởi vì là Apple chơi cái kiểu là cứ liên tục như thế, nó gối như thế và nó gây ra một cái sự phụ thuộc khủng khiếp đối với cả các Apple. Mình bị cái này rất là kinh khủng luôn, tức là mình cũng cố mình đổi sang Samsung không ăn thua, mua Samsung kể cả flip gập này nọ thứ thì chỉ được 3 tháng không được lại đổi cái khác. Thế là chỉ bởi vì là nó quá tiện trong cái việc mà nó đồng nhất tất cả mọi thứ, chỉ có mỗi máy tính là mình nhất thiết mình không thể nào mua được của Apple thôi, thì mình phải biết thì mình không thể dùng được của Apple. Thế chứ còn mua xong này thì đành phải là thôi để cho bọn trẻ con, bởi vì là không thể nào dùng, mình dân cứ suốt ngày gạch số liệu mà, nên là mình vẫn cứ phải dùng đúng cái đồ mà có thể gạch xóa được, biết được, nên là mình không đổi được. Chứ còn đấy là cái mà cái mình bị Apple thao túng. Ok, thế thì vậy thì do cái quy trình cái product life cycle nó sẽ theo một hướng trend như vậy. Thế nên là Damodaran thì ông ấy đưa ra một cái kiến nghị là mô hình ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn hiện thời, giai đoạn thứ hai là giai đoạn bão hòa, và cái giai đoạn ở giữa thì ông ấy chấp nhận nó là trung bình cộng, tức là nó sẽ đi xuống dưới này, đó trung bình cộng. Đấy, thì ông ấy sẽ sử dụng, vậy thì dựa trên mỗi một cái giai đoạn ông ta sẽ phải xác định một cái hệ số G, xác định một cái hệ số G để mà khi đó ông ta dùng cái hệ số G ông ta ước lượng được cái dòng tiền. Khi mà ông ta ước lượng được cái dòng tiền xong rồi thì ông ta sẽ ra được từ cái dòng tiền đấy với cái hệ số tăng trưởng mà ông ta nhập định trong từng cái giai đoạn một, thì ông sẽ tính được ra cái tỷ lệ tái đầu tư cần thiết. Tại vì cái hệ số G ấy, ví dụ tôi muốn tăng trưởng là 10% thì tôi phải bỏ vào 100 tỷ, ví dụ như thế. Tôi muốn tăng trưởng 20% thì tôi phải bỏ 1.000 tỷ, ví dụ là như vậy. Thì nghĩa là dựa trên hệ số G đấy, các ông xác định được cái nhu cầu của reinvestment thì sau đó thì nó sẽ còn nét lại bao nhiêu, thì đấy là chính là free cash flow for firm, doanh nghiệp thoải mái mua được gì dùng, và khi cái đó nó càng nhiều bao nhiêu thì giá trị của doanh nghiệp nó sẽ càng được bấy nhiêu. Và sau khi các bạn tính cái giá trị của doanh nghiệp đấy, nhưng mà nó có một cái ưu điểm cực kỳ hay, đó là gì, mọi người để ý một chút xíu không? Cái này là expected earning. Thực ra là trong sách của ông ấy, ông sẽ sử dụng cái khái niệm là earning before interest and tax, tức là cái dòng earning đó là ông ấy chưa trả thì ông chưa trả thuế, ông chưa trả lãi, và ông cũng đương nhiên là chưa trả cho chủ sở hữu, nghĩa là còn lại ba ông to nhất đang ngồi với nhau và ăn cái miếng bánh đó.
cái bánh đầu tiên nó to ra thì chia một chút cho khu vực sản xuất, chia một chút cho khu vực bán hàng, chia một chút cho khu vực quản lý, còn lại bao nhiêu là ba ông còn lại đang ngồi nhìn nhau. Thế thì chắc chắn là ông thuế ông ấy còn lâu mới có vốn doanh nghiệp của mình, bởi vì ông ấy cần cái tiền đó của mình để ông còn bắt đầu ông tái đầu tư cho xã hội. Thế nên là thôi ok, mời ông là ông cầm về một miếng đi. Thế nên là người ta mới lấy cái EBIT đó người ta trừ đi thuế. Như vậy là miếng bánh còn lại của hai ông, là một ông là chủ nợ và một ông là chủ sở hữu. Thế thì cái dòng này chính vì thế nên khi mà định giá cái free cash flow for farming, người ta nói là định giá cực kỳ nhiều cái năng lực tiềm ẩn của doanh nghiệp trong đó, là bởi vì là ông vẫn có khả năng giữ được vốn chủ, vốn nợ. Tức là khi mà mình vay nợ được càng nhiều, năng lực tài chính của mình càng lớn mà người ta lại còn chưa đòi tiền mình, nghĩa là mình dùng tiền thiên hạ để kinh doanh, đấy là lãi nhất trên đời luôn. Thế bây giờ nó có cái loại hình mà mọi người thấy là cho đi thuê lại. Vừa rồi mình có một cái case là đấy, là lừa đảo có bao nhiêu tiền ấy. Đấy là một cái hình thức mà kinh doanh bằng tiền người khác mà. Người ta xây nguyên một cái tòa nhà này lên xong rồi muốn đến thuê xong rồi cho thuê lại. Thế nên nó mới có cái chuyện là đến một phái là trả tiền thuê là trả giá 1 năm, 2 năm luôn. Nó mới ra khủng khiếp như thế. Thế nên là đấy là một cái mà... Nhưng mà rõ ràng rằng là những cái... Tức là đấy là một cái loại hình kinh doanh bây giờ rất phát triển. Rất phát triển là mình ví dụ như bản thân cô đi cho thuê nhà nhé. Cô cũng không tự cho thuê đâu, tại vì nó cực kỳ nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến thuê. Thế nên là trong trường hợp đấy là cô chấp nhận ăn ít đi một tí. Thế là cô cho người ta thuê, bắt đầu người ta khai thác, mình chỉ cần phải lên kiểm tra chất lượng nhà thôi. Thì mình cô thấy rằng là mình cho thuê đến tận bây giờ là năm thứ 6 rồi, nhà vẫn lúc nào chỉnh đẹp tốt nhất. Tại vì người ta làm dịch vụ và người ta làm rất là sạch sẽ. Thế thì đấy là cái mà, thế nên là cái đi tìm, đi lấy vốn của người khác kinh doanh, nó là một cái ngành cực kỳ hấp dẫn luôn. Thế thì khi mà mình cho thuê, mình đi thuê, đi động vốn được càng nhiều bao nhiêu, thì cái phần free cash flow của mình trong tay nó rất là mạnh. Và điều đó có nghĩa là mình đủ độ tin cậy để cho các nhà đầu tư họ vẫn cứ tiếp tục hoàn nhận nhà cho vay, người ta tiếp tục, người ta phải cấu trúc vốn cho mình và người ta không hề lo lắng gì về cái việc mà người ta phải lấy ngay, cứ có món gì cái lấy ngay, lấy cái để gốc để lãi ngay lập tức, cứ duy trì như vậy. Thế nên là free cash flow được gọi là một phương pháp nó tiềm ẩn cái năng lực đặc biệt của doanh nghiệp, là không chỉ là operating tốt mà còn có thể thu hút giữ chân được các nhà của các nhà cung ứng vốn. Cái thứ hai nữa ở trong cái free cash flow for firm đấy, nó chính là cái việc mà khi mà anh tính lại cái dòng net của chủ đầu tư ấy, thì lại rất là đơn giản là anh chỉ cần lấy cái dòng free cash flow đấy, anh trừ đi trách nhiệm nợ thôi. Trách nhiệm nợ thì cũng một thời điểm, trách nhiệm nợ thì cũng một thời điểm thôi. Bởi vì là tại thời điểm này trên báo cáo tài chính anh đang nợ bao nhiêu, anh trả. Mình trả xong một cái là còn lại bao nhiêu, đấy là tiền của doanh nghiệp. Nghĩa là doanh nghiệp dùng nội lực để tạo ra free cash flow, tính toàn bộ free cash flow về thời điểm không, trừ đúng cái nợ tại thời điểm đó thôi. Thì nó còn lại cái đấy chính là cash flow for equity, đó là tiền cho chủ sở hữu, và sau đó thì mình chia cho number outstanding share để mình ra được số cổ phiếu. Thế nên là tính theo cái phương pháp free cash flow for firm là giá cổ phiếu nó rất là đẹp, rất là to. Và nếu mà mình có đủ cái lý luận để mình thuyết phục ấy, thì cái giá initial public offering là lần đầu tiên mình chào bán cổ phiếu thị trường ấy, giá rất đẹp, giá cực đẹp luôn. Bởi vì là mình tính dài mà, giá trị nó to đùng mà. Thế xong mà mình đem về mình offer vào đây nhá, intrinsic value của tao là như thế này nhá. Thế bây giờ thương thảo đi, nó trả một nửa giá mình vẫn sướng. Cái kiểu như thế. Tại sao mình nói là trả một nửa giá vẫn sướng? Bởi vì thực ra rất là nhiều công ty hiện nay là initial public offering là người ta cố gắng để flexing doanh nghiệp, sau họ bán doanh nghiệp là hết sẵn. Thì thầy của mình, thầy tài chính này, rất nhiều thầy tài chính là gì? Là tham gia vào cái việc là build up doanh nghiệp, start up doanh nghiệp, xong đó là flexing, xong rồi tính toán, xong rồi chào bán, thế là sinh bản. Đấy là rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Nhưng cái đó thì không phạm pháp. Nhưng chỉ có là cái ông mua ấy, là ông có ok, ông có nhìn ra cái điều mà người ta flexing hay không thôi. Chứ còn nó không phạm pháp. Thế vậy thì như vậy là nó sẽ bị ảnh hưởng gì? Một cái chu kỳ như vậy nó sẽ ảnh hưởng của cái growth rate mà anh ấn định trên đó. Đúng không ạ? Thì đó là firm's valuations, và lúc đó thì giá trị của firm nó sẽ bằng, mọi người sẽ để ý ở đây một chút, thì ở đây nó sẽ tính là tất cả các dòng tiền của doanh nghiệp, nhưng mà nó đang chia cho một cái hệ số chiết khấu, và lúc này hệ số chiết khấu là WACC chứ không phải LE. WCC là weighted average cost of capital, là chi phí bình quân vốn, weighted average cost of capital. Thì nữa mình sẽ ghi cho mọi người từng thuật ngữ một. Thế thì bởi vì là khi anh vận hành doanh nghiệp, rõ ràng rằng có hai ông còn lại sau khi ông thuế đi mất, đúng không, government đi mất, thì nó còn hai ông mà. Thế nên là đấy là cái rủi ro mà hai ông đang nhìn về cái doanh nghiệp của mình. Thế nên là cái hệ số chiết khấu này nó sẽ là cái rủi ro từ phía chủ nợ với cả chủ sở hữu, người ta ngồi người ta nhìn, và nó chính là chi phí vốn của doanh nghiệp. Và đó nên ở đây cái rủi ro chủ yếu là WCC. Đó là cái anh quyết định em có là chi phí bình quân vốn, đó chi phí bình quân vốn.
Thế thì như vậy là vậy thì để có thể định giá được thì chúng ta sẽ phải xác định những cái thành phần ở trong cái phần định giá đấy. Thì thành phần ở trong định giá đấy thì đầu tiên là mình sẽ có cái cash flow. Cash flow thì ở đây mình ở các bạn sẽ nhìn trên ở cái phía trên là mình có thể cái cash flow của mình có thể là dividend thì cái đó mình làm rồi. Đấy là dividend discoverable mình làm rồi đúng không? Cái thứ hai là nó có thể là free cash flow to equity, hoặc là cái thứ ba là nó có thể là free cash flow to firm. Thì như mình nói ban nãy là do cái việc mình muốn cộng cả cái phần lợi thế của cái việc anh có thể đi vay được, thế nên là gần như tất cả các phân tích sau này người ta định giá cái việc M&A là người ta sử dụng cái dòng này chứ người ta không sử dụng cái dòng equity. Tại vì tội gì người ta trừ cái thuế, trừ cái nợ ra làm gì, cứ để nguyên như thế, nợ chưa đến hạn thì trả mà. Thế nên là người ta sẽ sử dụng cái dòng free cash flow to firm. Cái thứ hai nữa là cái growth rate, tức là trong mỗi một kỳ từ đây đến đây tăng trưởng là như thế nào, kỳ từ đây đến đây tăng trưởng như thế nào, kỳ từ đây đến đây tăng trưởng như thế nào, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái operating earning. Nó chính là cái mà sáng nay em hỏi cô ấy, nó liên quan đến doanh thu, nó liên quan đến chi phí và nó sau khi nó trừ đi nó còn lại cái gì, thì nó chính là operating earning, nó sẽ là cái đó. Thế xong sau đó thì khi mà mình gặp phải vấn đề là cái này của mình nó đến tận infinite và đến vô cùng, thế nên là mình sẽ có một cái giá trị thì gọi là giá trị khóa, tiền khóa ở đây. Nhưng khóa ở đây không có nghĩa là gì là tôi chỉ định giá doanh nghiệp đến năm bao nhiêu đâu, mà là gì là toàn bộ những cái về sau doanh nghiệp mình giả định là nó tăng trưởng một cái hệ số nào đó để mình dần ngược nó trở lại. Đấy là ban nãy là cái phương trình hệ số, phương trình London mình dùng. Đấy thì mình khóa cái giá trị này xong từ tất cả những cái giá trị khóa này mình chuyển nó về dưới discount rate là mình dùng là cost of capital. Bởi vì cái này là cash flow to firm nên mình sử dụng là capital. Còn nếu chỉ cash flow cho equity thôi thì mình sẽ sử dụng discount là cost of equity. Đấy. Thế thì vì là mình đang sử dụng free cash flow for firm nên mình sử dụng dòng thứ hai, đó là dòng là cost of capital. Và khi mà mình chuyển hết vào rồi, mình chuyển hết rồi, mình chuyển về thì cái present value của mình ấy, nó sẽ được tính là gì ạ? Nó sẽ tính là nó sẽ là cash flow được discount at the cost of capital. Và vì vậy nên mình cộng cao đó mình sẽ có là tổng giá trị hiện tại của free cash flow firm, xong đó là trừ đi tất cả những cái debt mình phải trả thì mình sẽ còn lại là cái giá trị net dùng cho equity và mình chia cho số cổ phiếu bao nhiêu hàng thì mình sẽ tăng cái giá cổ phiếu. Thì đấy là những cái ingredients của cái xác định giá trị theo phương pháp đó. Thế thì để mà xác định được cash flow ấy thì người ta sẽ cái mà mình nhìn ấy, mình bỏ cái này đi, cái này mình làm rồi. Ở đây mình sẽ có là free cash flow to firm đây. Thì mình sẽ xuất phát từ EBIT và đấy mình nói là the earning before income in before interest and tax đúng không ạ? Nhưng mình trừ đi cái tax này, nghĩa là nó gọi là earning before interest rồi đúng không ạ? Xong sau đó thì do cái việc là mình sẽ phải tái đầu tư nó gồm có hai thành phần. Tái đầu tư thứ nhất là tái đầu tư cái phần infrastructure. Mình phải đầu tư máy móc thiết bị đúng không ạ? Thì cái tái đầu tư đấy nó là cái này. Nó sẽ là capital expenditure và mình trừ đi depreciation. Tại sao? Bởi vì depreciation là cái mình collect, mình thu về, mình giữ chặt nó lại đúng không? Tòa nhà này 100 tỷ, mỗi một năm là 1 tỷ, năm thứ nhất mình giữ 1 tỷ, năm thứ hai mình giữ 2 tỷ, năm thứ ba mình giữ 3 tỷ. Cái đó mình sử dụng để cho recover mà. Thế nên mình có rồi thì cái mà mình chi ra thêm, ví dụ lúc này mình cần, mình có 3 tỷ giữ đây rồi và mình cần mua một thiết bị 10 tỷ thì như vậy là mình đã có 3 tỷ đấy rồi thì mình chỉ cần thêm 7 tỷ. Đấy. Thì cái capital expenditure nó chính là cái chi phí để mà mình mua cái capital. Và capital theo tiếng Anh nó chính là những cái tài sản của giá trị dài hạn, khai thác dài hạn. Thế nên ở đây nó mới dùng là đầu tư đầu tiên cho cái infrastructure và đầu tư cái thứ hai là cho working capital. Hôm qua mình nói về working capital rồi đúng không? Working capital là một cái phần vốn nó chênh lệch giữa cái phần nguồn vốn dài hạn với cả tài sản ngắn hạn, nguồn vốn dài hạn và tài sản ngắn hạn. Thế thì rõ ràng rằng là sau khi mình tài trợ hết cho tài sản dài hạn rồi, mình vẫn còn một tí cái nguồn vốn này và nó nằm ở để tài trợ cho cái phần ngắn hạn. Nên cái phần ngắn hạn rất hay một cái chỗ là ngắn hạn mà tiền này chuyển sang inventory này, mua material, xong bắt đầu ra quá trình sản xuất này, final good này, xong bắt đầu selling này, xong bắt đầu ra account receivable này, receivable thu tiền là đại diện thành cash này, cash quay ngược trở lại, đúng không ạ? Như vậy là trong một năm ấy cái quá trình là nó luân chuyển như thế này. Thế mình mới dùng cái từ turnover là vì thế. Turnover.
thay đổi trạng thái liên tục, đúng không ạ? Và khi mà nó quay càng nhiều bao nhiêu thì doanh nghiệp của mình thôi là tuyệt vời bấy nhiêu, tiền nó về vào vào vào. Một lần quay là một doanh thu, hai lần quay là hai lần doanh thu, cứ như thế nó sẽ tăng lên. Thế nên là vậy thì cái nguồn vốn đấy dường như lúc nào nó cũng có tính lỏng cực kỳ cao và nó ngồi chờ đó. Một ngày đẹp trời sếp bảo chứ thêm để mở rộng cái mô sản xuất thì mình ký thêm hợp đồng, mở rộng thêm 20% nữa. Thì rõ ràng cái phần nằm chờ này của mình nó phải tăng lên 20% nữa. Đúng không? Để nó luân chuyển, nó đáp ứng được cái điều đó. Thế nên là vậy thì mình sẽ có là tái đầu tư của cái phần fix là cái phần cố định rồi, nhưng đồng thời mình phải có tái đầu tư cho cái phần working để vận hành cái phần mới đó. Mình sẽ phần tăng thêm cái phần đó. Thế nên là mình có chuyện xảy ra bọn trẻ con hay là sinh viên của mình ấy, nó đầu tư mà nó đầu tư một cái, bọn trẻ con đấy thì hỏi em thích đầu tư cái gì, luôn luôn 10 đứa thì trả lời là em startup hai thứ, một bốn đứa thì bảo là em bán hàng Quảng Châu cao cấp, và bọn thứ hai thì là gì, là em bán đồ cho thú cưng. Nó chỉ trong đầu chúng nó chỉ tính được hai cái thứ đó thôi. Thế mình bảo là ok, thế thì làm cho cô một cái bài toán tính xem là tổng vốn đầu tư ban đầu bằng bao nhiêu. Tính rất say sưa, thiết biết như thế nào, giá đỡ giá điếc ra làm sao. Mình bảo xong chưa, xong rồi, thế bây giờ là bao nhiêu, 100 triệu rồi, nhất trí 100 triệu. Tiền đâu? Tiền đây, tức là coi như là tính được hết là match vào là 100 triệu rồi. Mình bảo chạy đi, hết rồi nhá, 100 triệu mua hết đồ rồi đúng không? Rồi chạy đi. Nào bây giờ tính xem là bắt đầu mình vận hành, ngày đầu tiên mình vận hành như thế nào. Cô ơi, phải đi mua, phải nhập kho. Thế tiền nhập kho đâu? Ôi chưa có. Tức là nó không nghĩ đến cái phần working capital đâu. Nó chỉ nghĩ tới cái phần là nó tính là nó thuê mặt bằng ra làm sao, nó lắp các cái giá là như thế nào. Thế mình bảo thì có mà rời infrastructure nằm im đấy mà không có working capital nó bằng không. Thế nên là chính vì thế nên là trong cái trường hợp đấy nên là nó mới tách, khi mà người ta tách cái này thì nó làm mình rất là dễ hiểu. Một cái đoạn infrastructure của một cái đoạn working capital để nó vận hành cái phần đó, vận hành phần đó. Thế thì đấy là cái dòng tiền đấy, cái dòng tiền cash flow nó sẽ định hướng như vậy. Còn cái dòng này thì mọi người cũng đã học rồi, mình có cái dòng này học rồi này. Dòng này mình chưa học tại vì làm sao, bởi vì dính đến stock buyback này, stock buyback là dính đến profit distribution, thì cái này xong này mình mới học để cho mọi người đỡ bị confused. Còn cái phần cash flow to equity thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có luôn cả cái dòng là dòng trả nợ debt, nhưng mà mình không muốn dùng phương pháp này, mình thích dùng phương pháp này không, đấy, nên là mình không sẽ không dạy mọi người cái phần đấy. Thế thì khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ dựa trên cái công thức đấy, các bạn sẽ ước lượng ra cái dòng tiền của Disney. Ở đây là một cái ví dụ của Disney, vì trong sách mà mọi người là Disney đấy, thì nó sẽ là họ sẽ xác định được ra cái đầu tiên là các cái thông số tài chính, xong sau họ sẽ xác định được free cash flow to firm bằng cách như thế này, và họ tính được ra cái reinvestment này đấy, thì cái reinvestment này bản chất của nó chính là cái khúc ở giữa đấy. Và cái quan trọng cực kỳ đó là khi mình dùng các dữ liệu quá khứ thì mình tính được ra cái reinvestment, nhưng mà mình sẽ gặp phải một vấn đề là cái tỷ lệ đấy mình giữ nó có được không, mình giữ nó để áp dụng cho kỳ kế tiếp được không, không ạ. Bởi vì mỗi một doanh nghiệp ấy nó có một chu kỳ đầu tư. Ví dụ nó đầu tư bùng phát đầu 10 năm cái bắt đầu nó dùng hết, xong đến gần hết 10 năm đấy đầu tư thêm một lần nữa là 10 năm. Như vậy nếu cái thời điểm ấy mà mình rơi vào cái lúc mà mình lấy cái số liệu để mình tính á, nó lại rơi vào cái thời điểm là nó đang dừng đầu tư, nó thu để trong sau đang kế tiếp đi nữa, thì lúc đấy tái đầu tư của mình nó âm. Thế nên là về mặt nguyên tắc là khi mà chúng ta tính cái phần xem là cái trend của nó, tức là cái cách của nó để duy trì cái doanh nghiệp trong 30 năm nay là họ đầu tư như thế nào, thì thông thường là mình sẽ phải sử dụng cái reinvestment rate là average cho cả một kỳ, tức là cả một kỳ trung bình khoảng tái đầu tư bao nhiêu, thì lúc đó mình apply thì nó sẽ ok. Thế còn về cái discount rate thì ban nãy mình nói rồi, nếu mà previous flow for firm thì chúng ta sẽ sử dụng cost capital, đúng không? Cost capital thì mình sẽ sử dụng nó là cái đây, we discount free cash flow for firm thì mình sẽ sử dụng cost capital, bởi vì nó theo đúng cái định danh là doanh nghiệp được thành lập vận hành bởi hai nguồn vốn, do đó nên hệ số chiết khấu bắt buộc phải là chi phí của hai nguồn vốn. Thế thì đấy là cái, lại đến cái phần này là phần bắt đầu phần khó. Xong dòng tiền rồi, đúng không? Xong cái dòng tiền đầu tiên thôi, mới đến cái dòng đầu tiên, đúng không? Mình còn 3 lần nữa sau kia thì nó sẽ liên quan tới growth rate, tức là mình sẽ áp dụng cái mức là cái tỷ lệ tăng trưởng như thế nào. Thì khi mà cái dòng của mình ấy đó là dòng về free cash flow for firm, thì cái dòng đấy nó là dòng operating
Và chính vì dòng operating nên là mọi người sẽ nhìn thấy là cái hệ số tăng trưởng của nó tính sẽ khác. Nó sẽ tăng là return on capital và nhân với cả reinvestment rate thì nó sẽ là bằng G. Cái này gọi là G operating. Thế còn nếu mà dòng tiền của các bạn mà các bạn đang ước lượng là dòng free cash flow to equity, tức là dòng cho chủ sở hữu không thôi, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái growth rate là growth rate của equity income. Và vì vậy nên nó sẽ bằng là ROE, return on equity, mà mình nhân với cả cái lợi nhuận lại, retention rate là tỷ lệ lợi nhuận lại. Sáng nay mình vừa mới học xong cái này. Mọi người nhớ cái G không ạ? Cái G để mình suy diễn cái net income after tax. Vì vì net income after tax là của owner, thế nên là mình sử dụng cái G của owner. Và G của owner nó bằng là equity, return on equity, và mình nhìn nhân với cả là retention rate. Và retention rate là sáng nay mình làm rồi, là bằng 1 trừ đi dividend net trên net income. Cái này mình vừa làm sáng nay xong, đúng không ạ? Thế nên đây là vậy thì tùy dòng tiền thì mình sẽ nhớ là mình sẽ áp dụng cái mình sẽ áp dụng cái khác nhau ha. Mình sẽ áp dụng cái G khác nhau. Thế nên là trong free cash flow chắc chắn mình sử dụng cái bên kia. Nào bây giờ bắt đầu chia kỳ. Chia kỳ ạ. Đối với phần chia kỳ thì ở đây họ cho mình bốn cái ví dụ với bốn công ty khác nhau. Nhưng mà thực ra việc chia kỳ nhá, nó cực kỳ là mang tính subjective, chủ quan cực kỳ luôn. Thế nên là người mẹ có nói chuyện là mình quyết định giá xong đi rồi mình thuyết phục nhà đầu tư như thế nào về của mình, nó chính là initial public offering đấy, đúng không ạ? Thế thì ở đây là nó sẽ đầu tiên là nó sẽ dựa trên cái firm size to the market size. Thực chất cái đầu tiên này này, nó chính là cái chu kỳ của mình, gọi là trên cái đường về product life cycle mình vừa mới làm xong á, mình thuộc ở vị trí nào. Nếu như mình thuộc ở cái vị trí đầu tiên ấy, là cái vị trí mà mình xâm nhập và mình ngồi vững trên thị trường ấy, thì cái giai đoạn 1 các bạn sẽ được phép tính là 10 năm. Nhưng nếu mà mình đang ở trong cái giai đoạn bão hòa ấy, tức là rất nhiều các đối thủ cạnh tranh, và cái market share của mình á, nó chỉ là một trong những cái thành phần market share lớn thôi, nhưng không phải là quá lớn, nhiều đối thủ cạnh tranh mà các bạn thì nghĩa là mình đang nằm ở giữa cái giai đoạn bão hòa, thì cái kỳ 1 của mình không được quá 5 năm. Còn nếu mà mình lại ở cái giai đoạn bắt đầu là đến cái giai đoạn cắm đầu xuống rồi, tức là cái giai đoạn này là khi mà mình sản xuất ý, là nó kém hiệu quả hơn so với cả người ta kỳ vọng, tức là nó còn cái hiệu quả của mình nó còn thấp hơn cái WACC. WACC là cái người ta kỳ vọng người ta đưa vốn cho mình phải làm nhiều hơn như thế chứ, đúng không, thì mình mới lãi. Nhưng mà đợt này mình còn thấp hơn như thế, thì trong trường hợp đấy thì coi như là giai đoạn đầu của mình là đặt không luôn, gần như không còn năm nữa, mà mình sẽ rơi trực tiếp vào cái giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn xuống đến tận cuối cùng rồi, thì mình rơi vào cái giai đoạn là bắt đầu sàn giảm và xuống cuối cùng luôn. Thế nên là vậy thì ở đây cái đầu tiên ấy, cái criteria đầu tiên cho cái việc là quyết định là nên tức là bao nhiêu năm, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mà product life cycle. Cái thứ hai là năng lực. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy năng lực của mình ấy, cái năng lực của mình ấy nó có tốt hơn so với cost of capital hay không. Thế này, cái này lớn hơn này, đúng không ạ? Cái này thì là gì ạ? Cái này là lúc nào cũng ổn định này. Thế còn cái này của nó là còn lớn hơn. Has return on capital is higher than cost of capital. Earning more than its cost of capital. So return on capital. Significant asset. Cái này là họ sinh lời cao nhất này. Cái này là họ sinh lời lớn hơn đây này. Cái này là họ ở mức bình bình này. Và cái này là ở mức là họ có triển vọng này. Đấy, thì đấy là có 3 mức khác nhau. Competitive advantages. Thì ở đây nó sẽ có là cái này là chiều, cái này là cái độ kéo dài của cái giai đoạn tăng trưởng. Thì ở đây là non trẻ này, triển vọng ở trong 10 năm này. Cái thứ hai là nó lúc nào mà cũng bình ổn như thế thì họ sẽ cho phép vào doanh nghiệp này chỉ chơi một chu kỳ thôi, tức là một chu kỳ duy nhất, và với một hệ thống tăng trưởng thấp, tức là nó ổn định đều này. Còn cái này này, bắt đầu cao hơn, nhưng mà sợ là cao hơn là tăng trưởng nóng. Returns higher than cost of capital cho mình xem nhé. Last market share, but it's small by the global standard. Growth is coming from in the emerging market, là thị trường nó phát triển. Hay là wide distribution, he said work in India, but competitive advantages are, không nhìn thấy. Cái gì này, competitive advantages are trending, but has a strong brand name, giving the pricing power and growth potential. Tức là cái này của nó là nó phát triển mạnh, nhưng mà nó chỉ ở trên cái khu vực địa phương thôi.
Thì trong trường hợp đấy thì đó là chỉ người ta chỉ xét có 5 năm thôi. 5 năm thôi, bởi vì thực ra là những cái ngành này nó rất dễ bị cạnh tranh này. Và nếu như mà vì mạnh thì nó sẽ cho phép là 10 năm with the strong assessment hơn. Thế thì vậy thì cái việc mà dựa trên phân tích 3 cái đặc điểm này thì nó sẽ quyết định là cái kỳ đầu tiên họ nên là để bao nhiêu năm, để bao nhiêu năm. Nhưng mà ở đây mình sẽ định có mốc là mốc gì ạ? Mốc là 1 năm trong giai đoạn đầu tiên hoặc là 10 năm. Còn đây cái loại này là gì? Là họ chỉ cho tất tần tật cả 3 năm ở dạng một phân sinh thôi, một phân sinh. Tức là nó điểm ổn, nó giống như kiểu hàng thiết yếu thì người ta sẽ, nếu mà hàng thiết yếu thì người ta sẽ hay đặt nó ở giữa. Thế thì đây là những cái mô hình mà đây là những cái mô hình về phân sinh 2 giai đoạn, 3 giai đoạn. Chứ người ta ít khi dùng một giai đoạn. Vì một giai đoạn trong nó rất là khó để có visible. Thế nên là cái 3 giai đoạn này các bạn sẽ nhìn thấy là cái này dùng nhiều nhất này. Nhiều nhất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tất cả các doanh nghiệp đều thoái trào, đều thoái trào. Thì cái giai đoạn đầu tiên này là 5 năm hay 10 năm, cái tùy thuộc vào cái ban nãy mình nói đúng không? Thế còn cái giai đoạn này stable growth period thì thực ra cái khó nhất là người ta không nói cho mình biết là mình xác định cái khu vực mình như thế nào. Thế nên là bình thường khi mà mình định giá thì mình định giá doanh nghiệp thì bọn mình hay sử dụng cái mốc mà chính phủ Việt Nam hay dùng. Ví dụ như là bây giờ năm 2023 rồi thì bọn mình hay dùng cái mốc này là mốc 50. 2050. Tại vì lúc đó gần như tức là cái chỉ số về phát triển kinh tế là hiện nay là chính phủ mình đang có cái quy hoạch master plan là đến 2050. Thế nên là bọn mình hay chọn cái đó bởi vì ở trong sách cũng không có bất kỳ một căn cứ nào là về cái này là bao nhiêu. Thế nhưng mà người ta chỉ nói rằng là gì? Ở cái giai đoạn đầu thì là giai đoạn tăng trưởng nhanh. Ở cái giai đoạn sau này là ở cái giai đoạn mà bắt đầu vào trong cái thời kỳ bão hòa. Và chắc chắn rằng doanh nghiệp ở cái giai đoạn này họ sẽ phải chuẩn bị cho bước tái cấu trúc, sáp nhập hoặc chuyển đổi. Thế nên là vậy thì ở giai đoạn này bắt đầu phát triển thấp này, stable, thì họ sẽ đặt một cái mức là ROC của doanh nghiệp nó sẽ trùng khít với WCC. Họ đặt giả định như thế luôn, ROC nó trùng khít với cả WCC. Và để họ xác định được là từ xa đến vô cùng thì cái giá trị terminal của nó là như thế nào, terminal value của nó lúc này nó sẽ là như thế này. Nó dùng công thức như thế này bởi vì là công thức chuẩn của nó đây. Thì khi mà mình đặt cái ROC này và nó bằng cost of capital, mình quy đầu số này lên là ROC trừ G thì nó cũng chính bằng cost of capital trừ G, mình chỉ tiêu cái phần gốc đi, phần tử đi, thì mình còn lại là EBIT N cộng 1 cộng 1 chữ T và nó chia cho ROC hay chính là nó chia cho cost of capital. Tức là họ nói rằng là khi mà cái doanh nghiệp này á, nó ở cái giai đoạn bắt đầu nằm ngang rồi thì cái hiệu quả sản xuất của họ nó chính xác bằng những cái gì mà nhà đầu tư mong muốn. Đấy, thế nên nó đặt vào bằng. Đấy thì vậy thì đấy là dựa trên những cái nguyên tắc là như vậy thôi. Bắt đầu mình đến một cái giai đoạn là bắt đầu mình xây cái moral với rất nhiều các giả định rất là mệt mỏi, sự rất là mệt mỏi với cái này để thuyết phục mọi người cái kết quả tính toán không phải là dễ đâu. Thì đấy là mình sẽ try to facing. Như vậy là mình có này, cash flow mình có này, đúng không? Cash flow mình có này. Mình có grow là mình sẽ có this cash flow. Sau đó mình có discourage, mình có hệ sự chi khấu rồi. Thì nghĩa là dựa trên cái đó thì mình hoàn toàn có thể tính được giá trị cổ phiếu. Thế đây là cái bảng tính chi tiết. Bảng tính chi tiết này là trong trường hợp họ đang sử dụng cho cái doanh nghiệp này của mình là cái doanh nghiệp mà mình nói là họ có một cái mức bình ổn đấy. Và vì có một mức bình ổn đấy, thế nên là ở đây họ áp dụng có một cái hệ số tăng trưởng duy nhất cho toàn bộ kỳ. Một hệ số tăng trưởng duy nhất. Thế nên là mọi người đã tính là họ tính operating income này, xong bắt đầu họ trừ đi cái phần thuế này, thế xong để họ tính được cái return on capital này. Return on capital nhớ ở đây là giá trị trung bình, họ tính giá trị trung bình. Xong cái thứ hai nữa là họ sẽ tính cái cost of equity và cái cost of equity và cost of capital trong cái công ty đó. Thì ở đây đối với cả cái phần vốn vay thì doanh nghiệp này được xếp lại A trừ, thành ra là cái khoản nợ của họ sẽ là 4.05%. Mọi người nhớ ở đây nó có cái pre-tax là trước thuế. Đây là phần trước thuế. Tại sao mình lại nói trước thuế và sau thuế? Bởi vì bản chất là khi mình đi vay càng nhiều thì thuế mình đóng ít đi. Bởi vì cái chi phí vay là mình được tính là chi phí hợp lý mà để trừ trước thuế. Thế nên là khi mà nói đến cost of debt, các bạn sẽ gặp rất là nhiều khái niệm liên quan đến nó có cái từ là trước thuế và sau thuế. Và doanh nghiệp thì sẽ được nhận cái sau thuế nhưng mà trước thuế về thì nó đương nhiên nó trừ.
Còn cái phần có được cái equity này thì họ có những cái thông số nó liên quan tới cái phần là phần beta này. Beta này là bởi vì tại sao nó lại liên quan đến phần beta này, bởi vì là nó dùng cái từ là từ leverage beta. Leverage beta thì chính là cái beta mà từ hôm nọ hôm nay mình ngồi nói chuyện với nhau. Đấy là leverage beta, nghĩa là beta của cái doanh nghiệp mà nó có nợ. Thế nhưng mà đây là cái người rất là thận trọng trong cái việc là họ xác định lại beta, bởi vì là họ xác định lại beta bởi vì là họ nghi ngại rằng là cái tỷ lệ giữa nợ với cả vốn chủ nó có thể bị thay đổi. Thế nên họ tính lại để họ ra một cái beta nó chính xác hơn. Thì đấy là họ tính lại. Thì cái công thức này bình thường mình sẽ học ở cái phần là phần tài trợ, nhưng mà ở đây thì họ cho luôn, thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người. Và cái này là cost of equity, và dựa trên cái tỷ lệ của vốn là vốn chủ này, đây là tỷ lệ của vốn nợ này, đây là trừ đi thuế này, họ sẽ ra được cái WCC. Vậy thì họ sẽ ra được cái này là discount rate này, cái này là discount rate nhá. Còn họ sẽ có dòng tiền của họ đây ạ, dòng tiền của họ ở chỗ này, cash này, và họ trừ đi cái reinvestment thì họ sẽ pay reinvestment thì họ có tỷ lệ đây rồi. Tỷ lệ là họ lấy cái hệ số tăng trưởng luôn luôn ổn định là 2% đây. Assume that the company is a stable growth and grow 2% per year cho đến tận vô cùng. Thế nên là họ dùng có đúng một cái công thức duy nhất thôi, đó là họ một phát họ chiết khấu ngược trở lại một cái là họ ra luôn, cái này họ dùng vô đôn một lần thôi. Nhưng mà đối với cả cái công ty mà như vậy này, không phải công ty nào giống như thế này, thực sự là không ai người ta làm công ty như này cả. Đây là ví dụ dễ để cho sinh viên hiểu. Chứ còn ở trong bài thì ở trong sách thì nó có cả trường hợp stable này và nó có cả trường hợp ba bước, thì mọi người nếu mà muốn đọc kỹ mọi người có thể đọc cái đó. Nhưng mà khi mà mình dạy mọi người mình vẫn dạy ba bước chứ mình không dạy một bước. Ba bước với một bước là dễ nhất là shorten cái cách tính thôi, thế rồi ba bước là sẽ xoay hết cả cụm cách tính ở trên cái ba bước đấy. Thế nên là mình chỉ cần đi theo một cái ví dụ của ba bước là mọi người sẽ xong, là ok, là áp dụng trường hợp nào cũng được. Thế nên là xứng đáng một nhóm có từ 3 đến 4 người là như thế, cái khối lượng tính cũng khá là nhiều. Nhưng cái quan trọng nhất là mình hiểu được. Mọi người sẽ nhìn thấy là cuối cùng là ra được cái giá trị trung bình này, xong đó là cộng với các cái giá trị ngắn hạn này vào này, xong đó là trừ đi được các phần nợ này, và cuối cùng thì sẽ có là giá trị của equity là bằng từ này vì đã trừ nợ đây rồi này. Xong là mình chia cho số cổ phiếu đang lưu hành thì mình sẽ ra được cái giá trị trên một cổ phiếu này. Và nếu như stock price hiện tại của nó là 13.57 thì hoàn toàn có thể thuyết phục rằng là các nhà đầu tư lớn nên mua lại công ty này. Và cái giá offer của nó thì nó sẽ nhỏ hơn khoảng 32.44. Rất là potential kiểu rất là potential cho cái giá của cổ phiếu. Cảm ơn, sau đó mình sẽ ra. Thì từ nãy giờ là mọi người chỉ cần nhớ này, dòng tiền như thế nào, dòng tiền ba kỳ đúng không, dòng tiền ba kỳ xong, hệ số chiết khấu là như thế nào, hệ số chiết khấu là đang điều gì thế thôi. Xong sau đó bắt đầu mình sẽ xây ba kỳ như thế nào, kỳ một là như thế nào, kỳ hai như thế nào, kỳ ba. Mình giải ở đây là bắt đầu sinh viên tá hỏa nhiều lắm nhé, học viên tá hỏa nhiều lắm. Cô ngoài anh cô cứ bảo là gửi slide cho sinh viên mong muốn cho sư đạo học viên mong muốn có slide còn không ok ạ. Nhưng mà chắc là em không thể dạy được nhanh như thế đâu, nhiều lắm. Đây là mình đang làm stock investment 1, nhưng mà riêng đối với cả phương pháp FCFS thì nó rất là to, thì đây là mình sẽ để nó ở một cái set khác. Mọi người khi nào đến hết buổi nay mình sẽ chuyển cho mọi người file này để mọi người về nâng cứu. Nâng cứu không phải nghiên cứu mà là nâng cứu. Đầu tiên là mình nói về cái việc là định giá, ở đây mình nói là định giá của Vinamilk, định giá của Vinamilk.
extend được. Chứ tôi không hiểu tại sao nào cứ hay là tại vì tôi chưa cancel, chưa escape. Yes. Đúng không? Tại tôi chưa escape. Đúng không? Okay. FCFN. Để mình nghĩ xem là nó cần phải làm cái gì. Ok. Đầu tiên là mình sẽ bước số 1 của FCFS, đó là mình làm cái gì trước đi. Mình sẽ làm cái discourage trước. Cái nào dễ trước thì làm trước. Discourage trước. Bởi vì là sau này đến lúc mình áp có dòng tiền một cái là mình áp discourage là mình xong mà. Mình cần là mình đặt discourage trước. Thì discourage của nó là ở đây là mình valuation based on cái free cash flow to firm. Thế nên ở đây ấy, thì nghĩa là nó including the benefits của lender and owner, của lender với cái owner. Thế nên là trong trường hợp đấy mình sẽ có là discount rate của nó bắt buộc phải là discount rate, nó phải là includes the risks taken by lenders and owner nhé. Yeah? Và vì vậy nên là mình sẽ có là discount rate nó sẽ bằng là WACC. Vậy thì WACC nó được tính bằng cái gì? WACC của nó sẽ bằng là phần trăm của debt nhân với cả chi phí của debt LD, và mình nhân với cả 1 trừ đi CIT, corporate income tax. Bởi vì tất cả các khoản chi phí nợ đều được trừ trước khi tính thuế. Do đó nên khi mình tính chi phí của nó mình phải trừ đi phần thuế. Được chưa ạ? Và mình sẽ có cộng với cả phần trăm của equity. Tức là trong tổng vốn của mình equity chiếm bao nhiêu phần trăm, và mình nhân với cả chi phí của equity. Thì đó nó chính là WACC, công thức của chi phí vốn. Nếu mà như thế này, mình học trước công thức này thì đến cái phần là mình về phần financing ấy, mình chỉ còn có một cái bước cuối cùng, đó là xây dựng cơ cấu vốn tối ưu thôi, tức là làm thế nào thấp nhất có thể. Thì khi mà mình xây được cái cơ cấu vốn tối ưu rồi, xong mình đã kết hợp với cả cái dòng tiền mình đã ước lượng tốt rồi, thì mình sẽ ra được cái giá nó sẽ là tốt, giá tốt luôn, đúng không? Thì đấy là cái chuyện nó, mình có ba cái quyết định, xong nó cứ mỗi một cái quyết định nó có một cái nhiệm vụ riêng, nhưng mà khi mình incorporate ba quyết định nó vào thì mình mới ra được cái quan trọng nhất. Thế nên là mình đang học lẻ mà, thế mọi người dám chịu ha. Thế thì WCC này, đó, đầu tiên mình tới cái phần trăm của debt thì tính như thế nào. Phần trăm của debt được tính chính bằng debt trên cho gì ạ? Total liability plus equity. Đó, nó tại vì nó chính là cái phần trăm của debt trong tổng nguồn vốn của mình có. Thế còn mình viết như thế này là không đúng đâu, mình phải viết vở bỏ đúng không ạ? Ok. Và mình sẽ có phần trăm của equity của mình ấy, thì mình có thể đơn giản là mình lấy 100% và mình trừ đi cái phần trăm của debt được, vì nó là phần còn lại, đúng không? Phần thứ ba là CIT ở đây mọi người nhớ giúp cho là mình phải sử dụng CIT thực tế chứ không phải là CIT theo luật, vì CIT theo luật là 20%, nhưng mỗi một doanh nghiệp nó sẽ có một cái CIT khác nhau. Thế thì trong trường hợp đấy là CIT thực tế của mình nó sẽ được đo bằng cái gì? Nó sẽ được đo bằng là package, cái thuế mà mình trả, và mình chia cho cái là net income before tax. Mình phải trước thì mình mới biết được là nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Và mình sẽ có tiếp theo nữa là mình sẽ có RD. RD thì mình sẽ dựa trên cái rating của doanh nghiệp. Nó mình sẽ dựa trên cái rating của doanh nghiệp. Thì RD của nó thì nó sẽ bằng là mình sẽ có là cái mức là mức minimum rate mà mình cộng với cả spread of credit rating. Nó chính là cái mà mình cộng thêm đó. Đấy là cái đối với cái RD. Và RE của mình ấy thì nó bằng cái gì? Bằng risk free rate. Và mình cộng với cả beta nhân với cả equity risk premiums. Đấy là mình biết lại tất cả các công thức mà mọi người cần phải làm, đúng không? Cần phải
Thế thì ở đây chỉ có một cái công thức mà mình chưa xác định được, đó là min rate cộng với cả speed of crediting rate. Thế thì bình thường ấy thì mình dùng cái này thì nó mới chính xác, thực chất là mình dùng cái này để chính xác. Nhưng mà khi mà mình đang tách riêng các quyết định ra, tức là mình không chập nó vào với nhau. Quyết định financing thì nó sẽ tính LD theo kiểu như thế này. Nhưng mà mình đang làm là mình chỉ làm về investment thôi, mình chưa hề tính gì đến financing cả. Thì có về LD của mình có thể sử dụng một cái công thức thứ hai, nó sẽ sẵn hơn và nó không dính gì đến credit rating cả, là mình sẽ sử dụng là O. Và mình có sử dụng thứ hai là average cost of debt, là chi phí average debt cost thì đúng hơn, biết sai chính tả rồi. Mình sử dụng cái chi phí nợ trung bình, chi phí nợ bình quân. Thế thì vậy thì chi phí nợ bình quân của mình sẽ được xác định như thế nào? Thì nó có thể được xác định bằng là mình sẽ lấy là cái interest rate và mình chia cho cái phần là phần nợ ngắn hạn hoặc là nợ chung cũng được. Nợ chung thì mình sẽ gặp phải một vấn đề là nợ chung nó không chịu lãi, nên khi mà mình chia ấy, nó sẽ bị là cái chi phí nó rất là nhỏ. Thế nên là mình sẽ sử dụng vấn đề là long term debt nhé. Thế thì đấy là các cái công thức mà mình sẽ tính được, và bây giờ mình sẽ làm cái công thức 1. Trường hợp thứ nhất là trường hợp phần trăm của debt đối với cả cho mình nốt cái báo cáo tài chính của Vinamilk xuống. Mình có thể nốt được số lượng mạnh và cái này chỉ mình nốt được. Mình có là financial, nhưng mà chúng ta đang dùng là chúng ta dùng cái này là chúng ta đang dùng báo cáo hợp nhất nhé. Định giá mình dùng báo cáo hợp nhất bình thường, chỉ khi nào mình phân tích tài chính thì mình nên dùng báo cáo và báo cáo riêng lẻ. Đây là mình sẽ có balance sheet này, và ở đây mình lấy cái kỳ là năm, và ở đây là mình có số lượng năm này cho 4 kỳ, nói chung là 4 kỳ ở đây thôi. Thì mình mọi người cứ đâu từ trên dưới, tại vì là mình không mở tài khoản ấy, thành ra là mình sẽ gặp phải vấn đề là ở đây mình để một cái bản mình gọi là báo cáo tài chính đi, cũng gì đó. Mình thì có cái này là báo cáo tài chính này, đây là bảng cân đối kế toán này, và mình có bảng income statement nữa, mình lấy bảng income statement. Mình sẽ có hai cái bảng dữ liệu như thế này, và dựa trên cái bảng dữ liệu này thì mình có thể tính được. Mình sẽ quay lại cái free cash flow của firm này. Đầu tiên là phần trăm của nợ. Phần trăm của nợ được tính bằng là nợ trên tổng vốn, đúng không ạ? Nó sẽ bằng này. Nợ đâu? Nợ đây mình sẽ có là nợ đây. Trên tổng vốn của mình là 48. Thì enter. Thì của Vinamilk là 32%. Và nếu mà như vậy thì mình sẽ có phần trăm equity của mình, nó sẽ là bằng 1 trừ đi cái tiền trên này là 67.69%. Thứ hai là cái CITRIA là thực tế số thuế mà ta phải trả, thì nó sẽ bằng là ở đây mình có số thuế phải trả, mình sẽ có đây là corporate income tax account đây, đúng không ạ? Và mình chia cho cái phần là profit before tax đây, enter, thì cái thuế của Vinamilk nó vào khoảng 18%, nó không phải là 20% như theo luật. Cái thứ ba là bắt đầu mình đến cái phần là phần chi phí các khoản nợ. Chi phí các khoản nợ của mình thì nó bằng interest rate. Interest của mình đây là 166. Và mình chia cho cái nợ dài hạn của mình 538. Mình enter.
trong này shop trong đẹp có chỉnh lãi, cái này là shop trong đẹp có chỉnh lãi, thì long trong đẹp nó không thể nào lên đến 48% được, do đó nên bắt buộc phải chỉnh mức. Cái này mình sẽ điều chỉnh là tại vì là nó ở cái phần shop trong đẹp nó không phải là có mỗi không chịu lãi mà nó có phải chịu lãi, như vậy là mình sẽ có là lãi và nó lãi vay phải trả 166 và mình chia cho mở ngoặc hai cái phần là nợ, như vậy là mình chia cho cái 16556 mình enter. Tại vì nếu mà mình chia như này các bạn sẽ thấy nó rất là cái vấn đề là không fair cho nó, nên là các bạn nhìn thấy là mức lãi suất là 1.06 là mức lãi suất không tưởng. Thế thì trường hợp thì mình sẽ có lại interest bia, tại vì đây là mình lười mình lười tách là cái phần nợ chịu lãi nhé, mình lấy cái phần nợ chịu lãi là phần nợ chịu lãi mình lấy được, mình quay lại đây ạ, phần nợ chịu lãi mình quay lại đây mình lấy được balance sheet này, lấy cái phần nợ này, short term đây mình sẽ có short term ở đây, short term trade account payable là phần này không lãi này, short term advance from customer, mọi người nhìn thấy cái này không ạ, mình đơn giản lại xem thế nào chịu lãi. Short term advance for customer không này, tax cũng không này, payable to employee không này, short term accrual expense là chi phí dồn tích không này, đây mình sẽ có là construction contract không này, short term unearned revenue không này, tức là cái này là thu doanh thu chuyên thu, mình sẽ có là other short term payable là 5258, short term borrowing and financial lease này, bắt đầu cái này là bắt đầu có thể chịu lãi này, cái short term payable không chịu lãi, như cái phần 10 là bắt đầu chịu lãi này. 10 là 6874 này, short term provision là dự phòng là 10 này, bonus and welfare thì là 0 này. Như vậy là ở trong cái phần short term của mình ấy, other short term payable, other short term payable, short term payable, như vậy là có 6874, như vậy là sẽ có phần 6874 là chắc chắn. 6874 thế thì ok ạ, 6874. Cái này tức là do cái việc là mình nếu mà mình tính cái phần lãi cho cả những cái phần không chịu lãi thì nó sẽ dìm nó xuống, thì như vậy nó sẽ không ok, nhưng mà nếu mà mình bỏ qua nó thì cũng là mình cũng không ok luôn, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có cái phần này là cái phần không, cái thông tin về mặt short term chịu lãi, và mình như vậy là mình ở đây mình sẽ tính như sau, nó sẽ bằng là mình lấy cái đi. Lãi phải trả trên cho phần là long term liability là cái phần này cộng thêm cả cái con số mà mình vừa mới nhìn thấy sau, nó là bao nhiêu tỷ? 6874 cộng với cả 6874 đóng vào long term 2.3%. Thì đối với cả Vinamilk ấy thì cái phần này nó rất là nhỏ, bởi vì làm sao, bởi vì là Vinamilk là vay bằng ngoại tệ, vay bằng ngoại tệ thì cái lãi vay ngoại tệ nó rất là thấp 2.6, và họ vay ngắn hạn nữa, nếu mà vay ngắn hạn mà lại vay luân chuyển thì cũng rất là thấp. Thế thì mình sẽ có là 2.3 này, xong sau đó thì mình có cái phần là phần vốn chủ của Vinamilk, cái này mình tính ở đây sẽ ở đây rồi, vốn chủ Vinamilk đâu đây, 6.14. Như vậy là mình có đầy đủ tất cả các thông số ha, và mình tính cái WACC của mình này. WACC của mình nó sẽ bằng này là phần trăm của nợ nhân với cả chi phí nợ nhân với cả mở ngoặc 1 trừ đi CIT này, đóng ngoặc lại, sau đó cộng với cả phần vốn là vốn chủ này, nhân với cả chi phí vốn chủ này. Nó vào là 4.75%. Thực ra là của Vinamilk lúc nào cũng một xíu. Thì đây là cái chi phí bình quân vốn của Vinamilk. Bởi vì Vinamilk là một blue chip, nếu mà không phải blue chip thì cái phần này nó sẽ cao, sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên mình tính nó chính là discount rate.
Nếu mà các doanh nghiệp của các bạn, khi mà các bạn định giá doanh nghiệp mà nó lại là doanh nghiệp chưa bao giờ public, chưa listing, tức là mình chưa niêm yết, chưa public bao giờ, không biết rằng là mình sẽ sử dụng beta nào, thì các bạn sẽ sử dụng cái nó gọi là beta bottom up. Beta bottom up là cái beta mà lấy một cái doanh nghiệp cùng ngành của mình ấy, nó có quy mô giống mình là tốt nhất, thì mình lấy cái beta của nó mình áp vào mình luôn. Thế nhưng mà nếu mà mình không có được một cái doanh nghiệp nào nó xem xem như mình ấy, thì mình lấy beta của ngành, mình lấy beta của ngành mình áp vào lại, thì đấy là trường hợp xấu nhất, đấy là trường hợp xấu nhất. Thế nên đấy là gọi là beta bottom up, khi mà doanh nghiệp của mình chưa bao giờ là chào ra thị trường để lấy đâu beta, đúng không ạ? Thế thì ở đây mình chỉ ký tích nốt thôi nha, là if the company is not listed yet, thì trong trường hợp đó là mình beta can be defined as the bottom up beta, mở rộng là beta of listed company which is in the same industry and has the same scale. Các bạn có thể lấy như vậy, thì cái này chỉ là take note để trong cái trường hợp mà chúng ta phải xoay cái calculation này của mình, mà nó dựa trên, không phải dựa trên những cái thông số sẵn có về cái beta như thế này. Vì ở đây chỉ có cái beta là nó là mình phải suy nghĩ thôi, thì đây là discount. Thế nên mà nếu mà doanh nghiệp của em ấy mà IPO thì nó sẽ như thế, tức là họ sẽ thể sử dụng cái bottom up beta. Cái số 2 nó sẽ liên quan tới bắt đầu là đến cash flow. Cash flow thì cái quan trọng nhất đầu tiên là mình sẽ phải facing trước, mình sẽ có 1, 2.1 và facing và phân kỳ đi. Phân kỳ thì mình án với nhau là mình sẽ sử dụng 3 kỳ, đúng không? Mình sẽ sử dụng 3 kỳ, mình sẽ có là phase 1. Mình sẽ có là phase 2. Mình sẽ có là phase 3. Thế thì cái phase 1 này thì đối với cả mình đang làm với cả Vinamilk, thì Vinamilk mình không tự tin để là 5 năm, 10 năm đâu. Mình chỉ mắc là 5 năm thôi. Mặc dù là Vinamilk có một cái vision là họ sẽ trở thành một trong top của 50 doanh nghiệp sữa hàng đầu thế giới, nhưng mà rõ ràng rằng là sản phẩm nó không có gì đặc biệt cả. Và họ bây giờ họ đang xâm nhập, vì nó có hai loại xâm nhập. Loại xâm nhập thứ nhất là họ xâm nhập theo cái differentiation, là sự khác biệt, là sản phẩm rất là đặc biệt. Còn thứ hai là cost, low cost. Thì mình đang xâm nhập theo cái kiểu như vậy, nên thành ra mình mới bắt đầu phát triển về cái phía đằng Đông Nam Á là vì thế. Mình xâm nhập trên cái kênh luôn, mình mua luôn kênh, mình đặt luôn cái sản phẩm Vinamilk lên đấy. Thế nên là với cả Vinamilk là nó gần như cái sản phẩm của nó nằm trong cái khu vực của bão hòa rồi. Và bây giờ xuất hiện rất là nhiều các cái dòng sản phẩm khác nhau của những hãng khác nhau. Thế nên là trong trường hợp này thì mình chắc chỉ 5 năm thì mình không tự tin lắm là mình cho họ dài hơn. Khi mà 5 năm thì nó sẽ có là mình của mình đang là 24 đúng không? 24 mà cho đến 50 nghĩa là nó vào khoảng 20 mấy năm. 54 đến 50 nghĩa là nó sẽ vào là 26 năm, chỉ năm là còn 21 năm. Như vậy ở đây mình sẽ là 2024 của mình đến năm 4, 5, 6, 7, 8, 2028. Và sau đó mình sẽ có là từ 2029 đến 2050. Và mình sẽ có là từ 2051 đến infinite. Trong cái phasing này của mình ấy, thì đối với cái giai đoạn đầu tiên á, là mình sẽ quan trọng nhất là mình sẽ phải xác định cái G, đúng không ạ? Và cái G này thì mọi người nhớ là cái này là free cash flow for firm, thành ra là cái G này của mình là G của operating income. Và G của operating income thì nó sẽ được tính bằng là ROC, và mình nhân với cả là ROC và mình nhân với cả reinvestment rate. Nhân với cả reinvestment rate thì đấy là cái giờ của 5 năm đầu tiên chúng ta có thể sử dụng cái này. Nhưng mà riêng cái reinvestment rate này mình bắt buộc phải sử dụng cái này là con số của average. Thì giống như ban nãy mình nói với mọi người ấy, tức là nó có một cái kỳ đúng không ạ? Và mình sẽ không thể nào mà mình xác định một năm được, mình bắt buộc xác định đều. Thế thì đấy là cái giờ. Và cái giờ cuối cùng của mình ấy thì nó lại được xác định dựa trên là cái giờ cuối cùng thì mình sẽ xác định dựa trên là cái ROC của mình ấy, nó bằng với cả WACC. Đấy là những cái điều kiện của từng phase 1.
Như vậy là cái phase ở giữa của mình ấy sẽ là một cái phase nó gọi là mình make the average between two state, nó là ở giữa, nó sẽ là average, nó sẽ là trung bình ở giữa, kỳ trung bình ở giữa. Thì đấy là mình nốt thôi, còn bây giờ mình chưa tính cái gì hết, mình đang nốt nó lại. Thì cái này nó sẽ là từ middle. Rồi. Đấy là cái mà mình take note cho cái mình sẽ xây dựng cái cash flow. Nào thì bây giờ để tính được ra cái giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ ba thì mình sẽ phải tính, đầu tiên mình tính giai đoạn thứ nhất trước, đúng không? Giai đoạn thứ nhất mình sẽ có facing, như vậy mình sẽ có cái đầu tiên của mình sẽ là phase 1. Trong cái phase 1 này thì mình sẽ cần phải có như sau. Thứ nhất là mình sẽ có ROC, mình phải tính được ROC. Thì ROC của mình á, thì ROC của mình thì nó bằng cái gì? ROC của mình nó sẽ bằng là EBIT mà chia cho cái long term capital. EBIT này là EBIT. EBIT chia cho long term capital. Long term capital thì mình biết luôn đó là liability. Mà mình cộng với cả owner equity. Đấy là công thức để mình tính cái ROC. Thế thì theo cái báo cáo tài chính, mình ở đây mình có financial statement. Thì mình sẽ có, nó sẽ bằng này, EBIT là earning before interest and tax, đúng không? Earning before interest and tax. Như vậy mình sẽ lấy cái này của mình nó sẽ là earning before tax và mình cộng với cả cái interest. Đúng không? Mình cộng ngược trở lại, mà đủ ở trên mình trừ mất rồi. Thì bây giờ mình phải cộng ngược trở lại bởi vì nó thuộc hai cái mục khác nhau. Xong sau đó là mình phải chia cho cái long term liability. Và mình cộng với cả owner equity. OE. Và vì vậy nên nó sẽ bằng như sau. Nào mình cảm thấy earning before tax và thu nhập trước thuế. Earning before tax đây mình có đây. Cộng với cả interest, mình có interest đây là 166. Đóng ngoặc ạ. Sau đó mình sẽ chia cho cái long term capital, nó sẽ là cái này, cộng với cả owner equity là cái này. Đóng ngoặc ạ. Enter. Đấy, như vậy ROC của doanh nghiệp này của mình là 32%. Vinamilk thì thứ hai là mình sẽ phải tính reinvestment rate. Nó đến đâu mình chốt thì mình cho nó vàng với chữ đỏ thôi. Thế thì cái thứ hai là reinvestment rate. Thì theo reinvestment rate thì ban nãy mình nói là nó tái đầu tư cho phần infrastructure và nó tái đầu tư cho cái phần working capital, đúng không ạ? Như vậy là mình sẽ phải có những thông số như sau. Thứ nhất là mình sẽ có, ở đây mình sẽ có là year. Tại vì mình cần phải tính bình quân mà, do đó mình có đủ năm. Thì mình ở đây đang nó có bốn số, nó chỉ có bốn số liệu thôi, vì sao mình nốt không đủ, mình không nốt được đủ. Chứ còn bình thường một cái chu kỳ đầu tư của Vinamilk nó phải rơi vào khoảng 6 đến 7 năm là tối thiểu, nhưng mà thôi mình hy vọng là nó sẽ đủ, nó ra cái số nó không xấu lắm. Thì mình có là 2024, 2023, 2022, 2021 đúng không? 2021 này, 2022 này, 2023 này, và 2020. Đây mình có 4 năm, số lượng 4 năm. Và mình có này, đầu tiên là mình có cái capital expenditure. Capital expenditure nghĩa là năm đó mình đầu tư bao nhiêu cho cái phần là phần đầu tư thiết bị, điều tiên cho cái phần đầu tư tài sản đấy ạ. Thế xong cái thứ hai là mình sẽ có là depreciation, đúng không? Depreciation. Đó là mình có cái phần là phần chiết khấu hao là bao nhiêu. Không có cái trừ nhé, mình chỉ ghi giá trị thôi. Sau đó mình trừ hay cộng là do mình. Cái thứ ba là mình sẽ có là working capital tại thời điểm 1.
Bởi vì nó là trên là working capital mà, do đó mình sẽ có working capital thời điểm 1 và mình sẽ có đồng working capital thời điểm 0. Đó, bởi vì reinvestment của mình nó bằng này, reinvestment của mình bằng là capital expenditure, mình trừ đi depreciation, xong mình đóng ngoặc lại, xong mình cộng với cả change of working capital. Đấy là cái công thức mà ban nãy mình có là mình có xem ở trong phần lý thuyết. Thế nên là trong cái bảng này của mình ấy, nó sẽ phải có tất cả những cái này. Sau khi nó có những cái thông số này xong thì mình mới tính được cái chi phí reinvestment rate, reinvestment trung bình và reinvestment rate. Đây là reinvestment ha. Trong mô hình là không có từ đấy. Mô hình nó trước và mô hình rate của tính sau, chứ không nhận lại cái viết công thức nó khác. Nào, capital expenditures là cái phần mà chi tiêu dành cho mua sắm thiết bị. Mua sắm thiết bị thì mình lại phải vào income statement, cash flow statement. Cash flow statement đây. Nó không hết ra đến tận ngoài ấy, thì nó sẽ không cho mình lấy dưới dạng nó có thể làm luôn. Đây, bởi vì là ở trong cái bảng này này là cái bảng mà nó rất là rõ về cái việc mà tôi đầu tư bao nhiêu thì mình nhớ, mọi người nhớ không ạ, là đầu tiên mình có net, mình có cash flow from the operating activity là mua hàng tiền như thế nào, bán hàng tiền như thế nào. Cái thứ hai là mình có dòng tiền đầu tư, và thứ ba là mình có dòng tiền là dòng tiền huy động, mình có ba dòng. Thế thì ở đây mình sẽ có xem nó có cái phần là payment for fixed assets, construction and other long term assets. Đây nó chính là cái phần mà cái doanh nghiệp này theo thời gian họ đã chi bao nhiêu cho đầu tư. Các bạn sẽ nhìn đến ngay, cái này chính là capital expenditure. Thế còn xem nào, mình có là ngoài thứ hai nữa là purchase of the debt instruments là mình mua các khoản nợ, thế mình có ok, mình sẽ có cái phần đầu tiên này đó ha. Mình có cái này đây, nó có cái này. Bây giờ mình bỏ dấu trừ đi thôi, bởi vì là dấu trừ là do mình chi ra, thế nên là nó như là dấu trừ. Đấy là dòng thứ hai, là dòng depreciation, là cái phần chiết khấu hao trong năm đó của mình là như thế nào. Mình sang cái phần chiết khấu hao. Chiết khấu hao thì nó nằm ngay ở trên cái dòng là dòng operating, là cái dòng mà người ta tính theo gián tiếp mà. Thế là mình sẽ nhìn thấy cái phần depreciation. Debt depreciation có đồng ý giúp bạn nhìn được. Đây là đây ạ. Các bạn có ha. Này, depreciation để có. Thế đây là nhìn vào cái này một cái là các bạn sẽ thấy luôn là cái năm mà mình đang lấy 2020 là nó được tư ra. Nhưng mà từ năm 21, năm 22, năm 3 của mình nó là thu về dưới dạng là nó depreciation, nó được tư ra rất là ít. Thế nên là nếu mà đúng là mình tính đúng cho năm 2023 luôn thì chắc chắn là cái reinvestment của mình nó sẽ bị âm. Nhưng mà đây mà mình tính như thế này thì khả năng là âm rất là cao này, bởi vì mình chỉ có mỗi một năm là nó là dương thôi. Nó có mỗi một năm, cái năm này này là cái năm là thuận nhất này, là nó đầu tư nhiều. Chứ còn các năm này là nó không đầu tư nhiều mà thu về nhiều, cái dạng là thu cái dividend, cái depreciation. Thế nên là mình sẽ gặp vấn đề về nó đấy. Working capital của năm nhất là working capital của năm của working capital của năm hiện tại. Nó là working capital, nghĩa là nó là bản thân nó là chênh lệch rồi. Thế nên ở đây của mình nó sẽ bằng working capital, nếu mà ở dưới này thì tốt, before change of working không có, mình sẽ lấy ở trên này.
working capital là mình sẽ lấy tài sản ngắn hạn trừ đi nợ ngắn hạn. Như vậy mình sẽ lấy được cái là short term assets trừ đi cái short term liability. Như vậy mình sẽ có, mình lấy cái này, mình trừ đi cái này thì nó mới chỉ là working capital của cái năm đó, của năm đó, đúng không? Nào, nếu như mình lại tiếp tục, đây là working capital của năm 2022, cái này là working capital của năm 2023 và working capital của năm 2020, 23, 22, 21 và 20. Đó là mình tính được working capital của cái năm đó. Thế còn working capital của năm 0 ấy, thì thực chất nó chính là cái này, đúng không ạ? Thế nên là nó sẽ là cái này của năm trước mà. Vậy thì mình sẽ có changing ở working capital của mình á, và change ở working capital thì mình sẽ là bằng lần tháng trước trừ lần sau và sau. Vậy thì mình sẽ có cái reinvestment của mình ấy. Cái giá trị reinvestment của mình nó sẽ bằng mình lấy capital expenditure xong mình trừ đi depreciation, sau đó mình cộng với cả thay đổi, nghĩa là bằng năm trước, năm nay trừ đi năm trước, trừ đi cái này là năm mấy, 2021. Cô có nghĩa có kinh nghiệm từ một ý là mình lấy luôn cả short term hay là mình lấy hết cả long term và short term? Không, mình chỉ được trừ short thôi, short trừ short. Nhưng mà cô đang trừ cả long đấy. Cô trừ cái short ở trên này, cái này này đúng không? Ừ. Ok, chứ không đi cũng sửa. Đây là short term assets này, và cũng trừ đi cái short term liability này. Đó thì mình sẽ có reinvestment của mình, nó là như thế này. Reinvestment của mình là như thế này. Vậy thì mình sẽ có reinvestment rate. Thì reinvestment rate của mình ấy, nó sẽ bằng là reinvestment rate. Reinvestment rate thì nó sẽ bằng là reinvestment mà mình chia cho cái EBIT. Thế nên ở đây của mình nó sẽ bằng, cái này là mình không tính được vì cái này là not available. Thế nên là mình cho cái này nó sẽ là not available này. Thì mình sẽ có là nó sẽ bằng là cái này mà mình chia cho cái EBIT. Thì như vậy là tái đầu tư này nó là âm, nghĩa là nó ở dạng thu hồi sẽ ngược trở lại sẽ. Đấy thì tỷ lệ của nó sẽ là 21.16, 26.31. Thì đấy là reinvestment rate ha. Như vậy thì nếu như mà mình tính bình quân cả cái này với cái này thì không phê cho nó, nên mình chỉ tính cho hai cái phần mà mình phát sinh thôi. Thế mình sẽ có là average reinvestment của mình ấy, nó sẽ bằng là average của cái này, enter 33.83. Và nếu mà như thế này thì mình sẽ có cái G của operating của mình ấy, nó sẽ bằng là G thì bằng ROC nhân với cả tỷ lệ tái đầu tư, đúng không ạ? Như vậy là G của công ty nó bằng 7.6.
7,66 cho cái dòng là dòng EBIT. Mình đang tính là mình đang chính cho cái giai đoạn trước đấy, cái giai đoạn trước đấy, đúng không? Giai đoạn trước đấy thì nó sẽ là như này. Còn cẩn thận hơn thì mình bản thân cái ROC này là mình hoàn toàn có thể chạy theo kiểu ROC bình quân được. Nếu mà mình cẩn thận thì mình chạy. Nhưng mà mình thử nhá, cái này đang là năm 2022 ha. Mình chỉ cần đẩy một cái là nó sẽ ra ngay các năm trước. 42, 39, 35, 32. Đó, nó sẽ tầm đấy. Nếu mà như thế thì mình cái G này của mình nó còn tăng nữa, đúng không ạ? Đây mình đang sử dụng cái G này là mình đang sử dụng cái G của mình đang sử dụng cái ROC là của năm 20, cái này là năm 2022. Đó thì mình ra được là 32.14. Cô xóa bớt đi nha, cho nó đỡ hơi nhiễu. Rồi, đây là phase 1. Phase 1 mình sẽ có là 7.66%. Ok. Thế còn đối với cả cái phase 3. Theo cái phase 3 thì mình sẽ có là theo cái phase 3 thì mình có cái điều kiện của mình là tại điểm đó thì là WACC của mình nó bằng ROC. WCC của ROC. Như vậy là ROC của mình nó chỉ còn lại là bao nhiêu ạ? À? ROC của mình nó chỉ còn lại là và cái này nó bằng, nếu mà ROC của mình vẫn không thay đổi thì nó sẽ ROC của mình nó bằng WCC là nó bằng là WCC của mình đây này. 4.753, 4.759. Và nếu như mà cái 4.759 là như vậy thì mình sẽ có cái G của cái phase 3 dự kiến nó sẽ bằng bao nhiêu? G của phase 3 dự kiến nó sẽ bằng lại ROC nhân với cả tỷ lệ tái đầu tư. Cái này nhân với cả tỷ lệ tái đầu tư giả sử rằng là cố định thì mình sẽ có là 1.134% G của phase 3. Như vậy mình sẽ có phase 2 của mình nó sẽ là như thế nào? Phase 2 của mình thì mình sẽ có là G phase 2 thì nó là giảm dần theo thời gian và nó sẽ là bằng trung bình cộng của G phase 3 cộng với cả G của phase 1 đó hoặc là chia cho 2 và nó vào khoảng 4.39. Và nếu như 4.397% thì mình sẽ có reinvestment rate của mình. Nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ là bằng G và chia cho gì là ROC. Cũng sợ có lúc cô sẽ bị nhầm thôi. Còn ROC bằng WCC nó là 4.7759 đúng rồi, ok. Thì như vậy là mình sẽ có là tỷ lệ tái đầu tư để đạt được 4% của mình thì nó sẽ tương ứng là 13.68. Thì đó là cái mà mình dựa trên cái công thức là công thức G thì mình cứ cái nào mà có G thì mình suy investment, cái nào có investment thì mình suy ra vòng, cứ làm vòng tròn như vậy. Như vậy là mình sẽ có 3 phase. Vậy thì sau khi mà mình có 3 phase rồi thì mình sẽ lập cái cash flow. Nào mình sẽ lập cái cash flow ha.
mình có cash flow của mình là mình năm nay là không này, mình có 1, 2, 3, 4, 5, chấm đi ha, từ từ đây nhá, mình có năm hiện tại là 2020, mình đang có số liệu 2023, như vậy năm kế tiếp của mình nó sẽ bằng là cái này cộng với cả cái này, nhưng mà mình phải cố định 2023 này, C44 mình sẽ có đây là 2024 này, cái này là 2025 đó, thì đến bao nhiêu rồi, 2028, 2028 này như mình hết thuê một xong, sau đó thì mình sẽ đến phase 2 thì mình sẽ có cái này nó bằng 2029 thì đến tận 2050 thì đây là mình đang check mức 5. Thì theo năm thì mọi người nhớ là bao giờ mình cũng nên điền cái ở dưới này, vì sau này mình sử dụng nó làm kỳ cho nó nhanh. Thế thì mình sẽ có là đầu tiên là mình tính cái EBIT EBIT sau thuế của mình đã, EBIT trước xong đó là mình trừ thuế. EBIT của mình ấy, thì nó sẽ bằng EBIT gốc của mình, nó là bằng EBIT gốc của mình là trên này mình có EBIT gốc chưa, mình lấy luôn thì mình không tính lại. EBIT gốc nó sẽ là bằng là earning before tax mà mình cộng ngược trở lại interest, mình sẽ có nó bằng là earning before tax đây, và mình cộng lại cái phần là phần interest là 166 đóng ngược lại, và tốt nhất là mình cố định nó vào bởi vì sau này mình sẽ không kéo mình phải đóng thôi. Đây nó là 10.662 tỷ, và ở cái phase 1 này mình có hệ số G của mình á, là nó cái G tương ứng của mình á, mình sẽ có G ở đây của mình, G1 của mình ở đây nó sẽ bằng G1 đây là 7.66. Màu khác đi. G1 là 7.66. Mình có G2 của mình là bằng 4.93. G2 đây. G2 bằng là 4.39, và mình sẽ có G3 của mình. Đây G3 của mình dưới đoạn này màu khác. G3 của mình thì nó bằng là 1.1 bao nhiêu nhỉ? 1.134. Đó, mình có 3 cái G như thế. Mình có 3 G. Cái G này là G của income nhé, G của operating income. Sau đó nên là mình dùng nó để mình xác định cái dòng EBIT. Dòng EBIT của mình nó sẽ bằng là mình có nên trừ thuế luôn không nhỉ? Bởi vì thuế nó không ảnh hưởng gì đến cái sự tăng trưởng của dòng này cả. Thế là mình sẽ làm được dòng là sau thuế nó sẽ là bằng 1 trừ đi tax. Nhưng mà thực ra thầy biết thế này mình không khoái con số này lắm. 1 trừ đi tax là thầy muốn thể hiện nó là sau thuế. Nhưng mà thực chất là cái thuế của mình nó có đánh trên nhân với cái EBIT đâu. Thế nên là ở đây là mình dùng cơ học để trừ đi cái phần thuế mình đã đóng. Trừ đi cái phần thuế của mình đây. Đó, thì nó dòng của mình chỉ còn là 8706. Thế nhiều thế ạ? 1.956 tỷ. Thế thì bắt đầu mình có này, cái dòng này bắt đầu nó tăng trưởng theo G này, nhân để mở ngoặc này. Là cái này mình cố định nó vào F4 vậy thì nó dùng cho cả kỳ. Và lúc này thì nó là cộng với cả, mình lấy là 4 cộng trước để biết nó xuôi cho mọi người nhìn nó dễ. Cái này F4 đóng
đóng ngoặc lại. Cái này là mũ, mũ này là mũ của D45, mũ của D45 tức là mũ 1, đúng không? D45. Vậy thì nếu mà mình chuyển nó qua đây từ nha, nó sẽ là cái giá trị này. Giá trị này mình quyết định là F4, chứ không nó lại chạy. Nó sẽ bằng là giá trị 8.75 mà nhân với cả 1 cộng G tức là 2, chuẩn rồi. Thế như thế này là mình sẽ có là của 52 và mình có thể kéo cho đến hết năm năm này, đúng không? Nào, đến đây một cái là mình chấp nhận G2 rồi, và G2 nó sẽ bằng cái giá trị này mà mình nhân với cả mà giá trị này mình cố định đóng vào đi, F4, và mình nhân với cả mũ 1 hoặc mũ cộng với cả cái G2 này, mình cố định cả cái G2 này vào. Nhưng lúc này cái mũ của mình nó khác nhá, mũ của mình nó sẽ bằng là cái mũ Y 45, nhưng mà trừ đi mũ Y 45 của mình là trừ đi 5, đúng không ạ? Trừ đi 5 thì hết cái phase 1, trừ đi 5 thì như vậy là nó sẽ là chỉ ở lúc này nó sẽ ở mũ 1, đến đây nó sẽ ở mũ 2, như thế nó sẽ tiếp tục, đúng không ạ? Thì đấy là mình sẽ có là đến 2050. Nhưng đến năm 2051 thì giá thì nó lại khác. Nó sẽ bằng là cái này nhân với cả mũ hoặc 1 cộng với, mình chỉ tính một kỳ kế tiếp thôi. Thế nên là mình không cần mũ, bao nhiêu là mũ 1. Mình enter và đấy sẽ là cái kỳ của 1051. Nhưng mà 1051 này nó sẽ cứ tiếp tục là 1.34 cho đến tận infinite, đúng không ạ? Và bắt buộc là mình sẽ phải dùng golden để kéo ngược trở lại, mình kéo ngược trở lại để tính được ra cái terminal, terminal value phải là giá trị này. Thế thì nếu mà vậy thì cái terminal value của giá trị này á, khi mà mình lấy từ đây mình đến tận đến infinite ở đây, infinite thì nghĩa là mình đưa toàn bộ cái giá trị màu đỏ này của mình này, mình sẽ phải đưa nó về cái giá trị là mình sẽ phải đưa nó về, mình sẽ phải đưa nó về đây, mình sẽ phải đưa cái này về đây, toàn bộ cái infinite này mình phải đưa nó về đây, mình đưa nó về đây. Thì mình sẽ sử dụng công thức Gordon. Công thức Gordon của mình ban nãy nó sẽ là gì? Công thức Gordon của mình ban nãy là nó sẽ bằng cái EBIT-IT, đúng không? EBIT-IT là cái này. Và mình chia cho cái này, đúng không? Và mình chia cho cái gì? Mình chia cho cái là Working Capital trừ đi G. Working Capital trừ đi G. Working Capital của mình đây. Working Capital của mình đây. Working capital của mình đây. Và mình trừ đi cái G, cái G3. Đây là công thức Gordon, nghĩa là nó K trừ G. Mình trừ đi cái G này. Đóng ngoặc. Như vậy là từ 32.000 cho đến vô cùng, nếu mà tăng trưởng với tỷ lệ là 1.134 đến tận vô cùng thì cái giá trị của nó equivalent về đây nó sẽ tương ứng là 905.000 tỷ. Nhá, giá trị này là giá trị convert thôi, giá trị convert. Còn đâu cái giá trị nhân bản nó cũng ở trên này nhá, giá trị nhân bản. Như vậy là mình có cái dòng tiền của nó, mình sẽ có cái dòng là như thế này. Vấn đề tiếp theo là mình sẽ phải tính cái reinvestment, tại vì mình phải trừ đi reinvestment thì lúc đó mình vẫn free, muốn làm gì được thì làm, đúng không? Mình phải trừ đi investment. Reinvestment thì nó được tính dựa trên là cái giá trị đó là mình nhân với cả tỷ lệ tái đầu tư, nhân với tỷ lệ tái đầu tư thì mình sẽ có là đối với cả năm 2023 thì mình có tỷ lệ tái đầu tư rồi, và mình lấy theo tỷ lệ tái đầu tư tiêu chuẩn của mình là mình lấy theo bình quân là 23.38 này, đúng không ạ? Và mình cố định cái con số này vào và mình nhân với cả toàn bộ cái giá trị này và mình ứng cho kỳ thứ nhất, ứng cho toàn bộ cái kỳ thứ nhất này đó,
Thế còn cái giá trị tái đầu tư của kỳ thứ hai thì nó sẽ bằng cái này nhân với cả tỷ lệ tái đầu tư của kỳ thứ hai. Phase 2 của mình đây, tỷ lệ tái đầu tư đây của mình đây, đúng không ạ? Và mình tỷ lệ tái đầu tư này của mình rồi xong bắt đầu mình chia cho nhân tỷ lệ tái đầu tư thôi, mình enter, nhưng mà mình phải cố định các bạn. Tái đầu tư của mình là cột E nhỉ? Đó thì mình sẽ có tỷ lệ tái đầu tư của cái cổ phiếu giai đoạn thứ hai của mình nó sẽ là như thế. Chỉ có cái giai đoạn thứ ba là mình phải chưa xác định cái tỷ lệ tái đầu tư đúng không ạ? Bởi vì nó chỉ có là 1,134 thôi. 1,134 là tỷ lệ tái đầu tư mình còn bao nhiêu? Phase 3 thì mới G bằng như thế này. Và G bằng như thế này thì mình sẽ có cái reinvestment rate của mình. Reinvestment rate của mình thì nó sẽ bằng là G trừ đi bằng G chia cho cái ROC, G chia cho ROC nghĩa là chia cho 4.75359 mình enter thì nó sẽ tương ứng là bao nhiêu đây, mình chẳng biết là bao nhiêu, 24%, 23.83. Thì như vậy của mình, cái chữ này của mình ấy, nó sẽ cái giá trị này nó sẽ bằng là cái bình thường mình tính xong cái này nhân với cả thì sau khi mà mình có cái này rồi thì bắt đầu tính được đến là free cash flow for firm. Free cash flow for firm thì nó sẽ bằng là tất cả những cái dòng mà mình có và mình trừ đi cái dòng tái đầu tư ở đây mình, tại vì cô có hai dòng nên là thành ra là cô xong hai dòng luôn để cô đỡ phải điều chỉnh với cả các bạn ở đằng sau. Như vậy là ở cái năm hiện tại là có 6631 thôi và ở các năm khác thì nó sẽ như thế nào? Thì đấy là cái mà mình sẽ ra là FCFF rồi thì mình tiếp theo mình sẽ có là đây là cái dòng FCFF tại trường hợp điểm 1 và việc của mình là mình sẽ phải đưa nó về gì ạ? Về giá trị Vision Value của FCFF thì mình có một cái hệ số chiết khấu rồi đúng không ạ? Là WACC thì ở đây của mình nó sẽ bằng cái giá trị này của mình và mình nhân với cả mở ngoặc là 1 cộng với cả cái tỷ lệ chiết khấu WACC đây, đóng ngoặc lại tất cả mũ thì mình lấy ngay cái mũ mà mình ban nãy mình vừa mới set up cái mũ xong nó chính là mũ này đúng không, dòng này thì nó là cái nào mà nó nằm là không thì giá trị nó vẫn giữ nguyên mà đúng không ạ, giá trị giữ nguyên. Thế còn các giá trị khác thì như thế nào, chắc chắn nó sẽ thay đổi. Khi mà mình đưa được cái giá trị của nó được như thế thì mình sẽ có là tổng của cái total của cái PV, free cash flow for firm thì mình doanh nghiệp này họ tích được bao nhiêu xong theo thời gian họ sẽ tích được là 421.000 tỷ. Thì nhớ ở đây là cash flow của mình là free cash flow for firm, nghĩa là mình hoàn toàn chưa nói gì về cái việc là mình trừ đi nợ đúng không, mình trừ đi nợ. Do đó nên mình sẽ cái tiếp theo là mình phải tính cái là free cash flow for equity, tức là mình chỉ tính cho equity thôi thì mình sẽ phải sử dụng là cái vision, nó sẽ bằng là vision values của cái free cash flow for firm và mình cộng thêm với cả cash, nhớ không ạ, mình cộng thêm với cả marketable security
trên cái slide của thầy á, xong đó mình trừ đi cái net. Đó, tức là mình sẽ, tại vì hai cái loại tài sản kia là hai cái loại tài sản nó gọi là tài sản trading mà, nên là nó không, tài sản trading mình ra là nó không tham gia vào cái quá trình generate này, nên là mình phải cộng vào và mình trừ đi. Thế thì nếu mà trong trường hợp này của mình nó sẽ bằng là 421 này, đúng không ạ? Và mình cộng này về cái này mình sẽ có là cash and equivalent này, mình sẽ có cái này là cash and equivalent này. Mình cộng thêm với cả là short term financial investment, đúng không ạ? Sau đó là mình trừ đi debt, trừ tất cả các khoản nợ 15666, tức là mình trả hết đấy. Enter. Thì như vậy là mình sẽ có là 425.352 đi liền Việt Nam đồng. Và cái này nó gọi là value of equity thì đúng hơn, mình dùng là value of equity cho nó chuẩn. Sau khi mình có được cái value of equity này thì tiếp tục tính đến cái number outstanding share. Đối với cả Vinamilk là mình có là 2.089 billion share, đúng không? Thế nên là khi đó mình sẽ có là cái value of the share nó sẽ bằng là mình lấy cái này và mình chia, mọi người thấy giá nó cao bình thường không? Giá nó là 273.000 Việt Nam đồng trên một share. Thế nên là nếu mà mình muốn offer người ta cái này thì mình làm cái này. Thế thì nếu như trong trường hợp cái bài của em nhá, là cái bài nó liên quan tới việc là em lại không có cái earning before, mình không có cái cuối cùng, mà mình chỉ có là sales và mình chỉ có là cost thôi, thì bắt buộc lúc đấy em phải có một cái bảng, nó gọi là một cái bảng nó giống như bảng norm, bảng định mức. Tức là trong một cái mạng, trong một cái price, một cái sale, một cái giá của một cái sản phẩm thì em có cái margin nó như thế nào nhá. Từ trên đó, từ dịch vụ xuống đây trừ đi cost of goods sold thì em còn lại bao nhiêu cái margin, xong lại trừ đi các loại chi phí em còn lại bao nhiêu cái margin, thì dựa trên cái tỷ lệ margin đấy em sẽ xác định được cái EBIT before tax, và em đã chốt được số cái số đó. Thì khi em chốt được cái số đó sẽ bắt đầu em ước lượng như thế này, thì cứ dựa trên số liệu giả định của em hoàn toàn để xác định được giá của cổ phiếu để em đi initial public offering. Thế thì nếu mà cầu kỳ hơn nữa thì cái này nó thuộc về là của financial planning. Là bọn cô thì cầu kỳ hơn nữa là ở cái chỗ là như này. Nếu như mà em chỉ sử dụng margin ấy thì em sẽ chỉ nhìn thấy cái phần trăm của nó thôi. Nhưng mà theo thời gian thì mỗi một con số ấy, nó sẽ có một cái behavior khác nhau, hành vi khác nhau. Thế thì bọn cô thì sẽ như này. Đầu tiên là với revenues này thì bọn cô sẽ xuất phát từ net revenue, bởi vì không bao giờ xuất phát từ cái revenue trên cùng, bởi revenue trên cùng nó là một cái revenue mà mình cứ bán thôi, nhưng mà mình chưa biết là mình bị trả bao nhiêu không. Cái thực sự mình bán được là nó sẽ là net revenue, bởi vì trừ hết đi các bán đi rồi. Xong đó mình dựa trên cái net revenue này, mình sẽ forecast là nếu mà trong 10 năm thì cái revenue của tôi nó đi về đâu. Thì cái forecast thì nếu mà forecast theo thời gian ấy, là forecast theo cái kiểu phương pháp dự báo theo kiểu vốn quy đơn biến ấy, thì nó không chính xác, bởi vì là nó cứ thời gian nó chạy bao nhiêu thì cái revenue của mình sẽ tăng bấy nhiêu, thì nó sẽ bị sai. Thế nên là trong cái trường hợp đấy thì bắt buộc sẽ phải sử dụng mô hình proxy là đa yếu tố, là khi một cái yếu tố là ví dụ như yếu tố về mặt economics này, yếu tố về mặt industry này, rồi là yếu tố về mặt doanh nghiệp của mình này, thì các cái chỉ số đấy nó thay đổi thì cái revenue của mình sẽ đi vào đâu, thì mình sẽ gọi là mô hình proxy. Thì trên mô hình proxy đó thì mình sẽ dự báo được revenue này nhá, là mình dự báo được dòng đầu tiên. Rồi cái dòng thứ hai là cost of goods sold này thì lại chia thành ba loại chi phí của nó, là chi phí nhân công này, chi phí nhân công này, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung, mình tách ra đó. Và từ cái tách này mình bắt đầu mình tính này, chi phí của nhân công ấy thì nó là gần như là thay đổi, nhưng mà chỉ thay đổi theo cái inflation thông thường. Chi phí về nguyên vật liệu thì nó sẽ thay đổi theo cái chỉ số index giá của nguyên vật liệu đó mà dự báo theo mô hình vốn quy. Và cái chi phí về mình gọi là chi phí sản xuất chung thì nó sẽ tăng theo inflation. Tức là mình sẽ tách tất cả các loại chi phí này, và với mỗi một cái loại chi phí này mình sẽ có một cái behavior khác nhau, một cái dự báo khác nhau. Thì mình sẽ từ cái trên này dự báo xuống thì mình mới ra được cái nó gọi là profit before tax. Và đấy là cái căn cứ để mình áp ngược trở lại vào đây, bắt đầu mình tính trong tương lai. Đấy, thì nó là một cái bài toán về
financial forecast này, financial planning này, xong mới đến được cái valuation. Nó mới là một cái bài rất là cực kỳ, một cái bài tách các cái behavior ra. Và cái behavior đơn giản nhất của các doanh nghiệp hiện nay họ làm là họ chỉ tách chi phí thành một cái loại là fixed và một cái thứ hai là variable cost. Cái phần fixed là muôn đời mình vẫn phải trả như thế, còn cái phần variable là khi mà revenue nó tăng lên hay nó giảm đi thì cái phần chi phí đấy nó cũng sẽ tăng lên hoặc giảm đi. Thì đấy là cái cách mà dự báo nó đơn giản hơn. Còn cái dự báo mà chuẩn hơn thì bọn cô hay sử dụng đó là behavior của từng cái này một, thì bọn cô sẽ sử dụng ngôn proxy rồi. Thì cái đấy là ngôn dữ liệu mà phân tích dữ liệu kinh doanh. Chứ tại mình kinh tế bây giờ phức tạp lắm, chứ không phải đơn giản chỉ tiền tiền đâu. Bây giờ cũng dùng rất là cung cấp cái mô hình và cái phần mềm, nhưng mà tất nhiên là không giống như dân kỹ thuật. Dân kỹ thuật thì các bạn hay sử dụng simulations, mô phỏng nhiều hơn và experiments đấy. Nhưng mà nhưng bên kinh tế thì bây giờ họ sử dụng mô hình là phúc sinh nhiều. Thì như vậy là các bạn nhìn thấy là trên cái tính toán thì nhìn nó khá là đơn giản, tuy nhiên nó có rất là nhiều các giả định nhầm định ở trong, rất nhiều các giả thuyết nhầm định ở trong. Và cái mô hình ba phase này thì nó sẽ sai số, nó sẽ thấp hơn. Thế vì vấn đề là mình sẽ nhìn thấy những vấn đề mà khi mà mình định giá là 200, mình sẽ bị người ta hỏi là tại sao là 200. Thế thì cái 200 này nó đến từ hai nhân tố. Nhân tố thứ nhất là cái cash flow và nhân tố thứ hai là cái discount. Nó đến từ hai cái nhân tố rất là rõ. Thì nhân tố discount này của mình đang WCC mình đang để là 4.759. Nhưng mà người ta bảo là cô ơi cô, 4.759 là cô tính ở trên cái financial statement. Nhưng trong thực tế thì cái này nó sẽ bị thay đổi. Bởi vì là cái perception của investor nó nằm bên ngoài cơ mà. Đây là số liệu dựa trên historical thôi. Thế thì nếu như mà ví dụ nhá, là khi mà tính của thằng BDK ấy là cái hệ số này rất là nhỏ. Nhưng mà BDK trong thực tế thì đang gặp phải vấn đề về mặt liquidity. Thì sinh viên yêu cầu là cô ơi cái này cô phải tăng nó lên, bởi vì em thấy cái tiềm ẩn rủi ro thì em sẽ tăng nó lên. Nhưng mà là ok, bạn muốn tăng cũng được. Nếu mà bạn muốn tăng cái 4.759 này này thì bạn sẽ không sử dụng cái mà người ta cho mà bạn sử dụng cái này. Nó chính là cái min rate cộng với cả spread of credit rating. Nghĩa là lúc đó nó có sự cảm nhận của mình. Cảm nhận của mình là cái credit rating này không ổn. Và vì vậy tôi điều chỉnh, và khi mà điều chỉnh như vậy thì cái hệ số chiết khấu chắc chắn thay đổi. Thì đấy là cái khi mà các bạn làm, các bạn sẽ có những cái độ nó gọi là độ flexible, very flexible trong cái ước lượng nhé. Thì cái đó là cái thứ nhất các bạn có thể điều chỉnh được. Cái thứ hai các bạn có thể điều chỉnh được là cái cash flow. Cash flow này các bạn chia phase như nào nó sẽ đã khác hẳn luôn rồi. Đó, chia phase là nó sẽ khác. Và chia phase của nó sẽ khác. Và cái thứ hai là trong cái phase này là dài bao nhiêu lâu nó cũng sẽ khác. Đấy là cái giả định thứ hai là nó làm cho cái này nó sẽ bị. Nếu các bạn mà muốn thuyết phục người ta thì các bạn lại một lần nữa các bạn nên nghĩ là xin chia bao nhiêu kỳ và kỳ là bao nhiêu. Cái thứ ba là người ta sẽ rất là lăn tăn về cái vụ return on capital. Bởi vì return on capital là mình đang chốt là của năm 2022 là 32.14, đúng không ạ? Hay là của reinvestment ở đây mình đang chốt là 23.83, là trong giả định là mình mới chỉ sử dụng mà 2 năm thôi. Còn nếu mà đúng ra của nó mình để mình xác định chính xác thì bắt buộc là cái này của mình phải thu thập dữ liệu để nó xuất hiện số kỳ. Tức là số âm nhá, bắt đầu số âm này, nó dương lại âm. Tại vì tất cả các doanh nghiệp đều khi nào nó đầu tư ban đầu rất là cao, dần thoái mà. Nó không tái đầu tư nữa, bắt đầu nó thu về ra depreciation. Thế nên là khi mình nhìn thấy là bắt đầu từ âm, xong nó dương, xong nó xuất hiện âm, thì mình coi đấy là hết một chu kỳ đầu tư, thì mình phải tính bình quân của cả cái chu kỳ đấy, thì cái số liệu về reinvestment rate của mình nó mới chuẩn. Và khi reinvestment rate của mình nó chuẩn, thì lúc đó thì cái G1 của mình nó sẽ chuẩn. Và cái G1 nó chuẩn nó sẽ kéo theo là cái G2 thay đổi. Vì G1 thay đổi thì G2 thay đổi, và gần như cái G3 không thay đổi. Đúng không? Cái G3 không thay đổi. Thì đấy là cái mà nó có nhiều cái vấn giả thuyết nó sẽ đi kèm với mỗi một con số tính toán. Và vì vậy nên cái việc mà định giá M&A là nó hoàn toàn phụ thuộc vào tư vấn. Tư vấn có càng nhiều dự báo bao nhiêu, thuyết phục càng nhiều bao nhiêu thì cái con số đấy người ta sẽ chấp nhận. Thế nên nó mới có cái chuyện là ví dụ như là Vietcombank ấy, nó ra một phát 130.000 luôn. Nhưng mà chỉ tại sao là chỉ sau có vòng có 2 tuần thôi là nó xuống 85.000. Là bởi vì những con số đấy là những cái con số mà nó dựa trên rất là nhiều giả thiết. Và cái nhà đầu tư Việt Nam ấy thì nó không nhìn xa như thế, mà nó hoàn toàn nó chỉ trading dựa trên cái phân tích thôi. Thế nên là trong cái trường hợp đấy thì nó sẽ quay ngược trở về cái giá trị thật theo cái trading của người ta, chứ không phải là cái giá trị hiện tại anh xác định ra. Đấy là cái sử dụng cái phương pháp CFS này, một cái phương pháp nó gọi là định giá doanh nghiệp theo cái potential, đặc biệt chỉ dùng cho M&A.
Và đây là M&A này của mình là hoàn toàn là M&A cơ bản nhá. Tức là theo cái kiểu là mình mua một cái doanh nghiệp về xong mình vẫn giữ nó một mình độc lập ý. Xong mình chỉ ở bên này mình thu tiền thôi. Chứ còn nếu mà nó còn M&A theo kiểu Dynamics ý, cái loại đấy mới mệt. Dynamics nghĩa là mình mua về xong mình ghép với cái của mình. Giống như kiểu dương cộng dương thành âm ấy, à dương cộng dương thành dương ấy, xong là dương cộng âm thành âm ấy. Cái kiểu là âm thành âm cộng dương lại thành dương ấy, kiểu như thế. Tức là nó có cái sự phối kết hợp. Và khi mà phối kết hợp như vậy thì các cái định giá của các bạn ấy nó không đơn giản tăng trưởng như thế này, mà nó sẽ phải nhân một cái hệ số gọi là hệ số Dynamics. Hai cái kết hợp với nhau thì nó sẽ khác. Thế nên đây là thế nên là đấy là tính định giá doanh nghiệp đơn giản nhất cho IPO, cho merger and acquisition, but nó là single entity UC, ok. Còn khi mà đang nói nó sẽ khác. Đấy, thì nó là như thế ạ. Đấy, cô trả bài cho mọi người. Cô không ép mọi người thêm nữa. Mọi người còn một cái món cuối cùng. Đó là cái món mà mọi người học làm nhiều trong thực tế. Đấy là dự án đầu tư. Nếu mà ai là làm của quản lý doanh nghiệp rồi thì không ít dưới một lần là mọi người họ sẽ liên quan đến dự án đầu tư, thì nó sẽ liên quan tới là một cái mình đầu tư của một cái equipment hay là một cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh thôi, thì lúc đó mình sẽ phải estimate cái revenue rồi cái cost, xong đó mình tính xem là cái dòng tiền đó nó đem lại là cái incremental là nó dương hay là âm. Thì cái bài toán đấy là bài toán cực kỳ phổ biến đối với tất cả các doanh nghiệp. Còn đối với các cái định giá và đánh giá các tài sản tài chính thì nó chỉ phù hợp với những cái doanh nghiệp siêu lớn và họ có định hướng về đầu tư tài chính thôi. Thế nhưng mà tất cả những cái kiến thức này mọi người dùng ấy, mọi người đều dùng cho mọi người được, bởi vì bản thân mình ấy sẽ có một cái portfolio investment riêng của mình. Trong suốt lộ trình của mình thì sẽ có những cái portfolio riêng, thì các bạn có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích này để phân tích đối với cả như sáng nay mình nói là đầu tư vàng cũng được, đầu tư vàng nguyên liệu, đầu tư về forex, đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu, cho các bạn đều được hết. Chứ còn doanh nghiệp ấy thì phải là những cái doanh nghiệp mà họ có cái mảng riêng ấy, là các doanh nghiệp lớn bây giờ họ có những mảng riêng là có phòng đầu tư, thì họ sẽ làm tất cả những kỹ thuật này. Chứ còn nếu mà các bạn làm trong một cái bộ phận sản xuất thì chủ yếu các bạn sẽ làm về cái capital budgeting nhiều hơn là về project. Ok ạ, đây cô trả bài cho ai rồi, ai có số à, hình như là cô nhớ là hình như là có bạn Uyên nhỉ, nên là tin cho cô nhớ Uyên nhỉ. Có một bạn nào đó make friends với cả cô à, thế thì cô sẽ gửi toàn bộ cái file Excel này cho mọi người, thì em đợi cho các bạn. Mọi người đến nghiên cứu nha, mọi người đến bài tập nhóm của mọi người á, là sẽ có calculation related to investment, calculation related to the financing, calculation related to the profit distribution. Thank you cả nhà. Nghỉ nha. Cô em hỏi trước khi chúng ta nghỉ nha. Thì đọc cái sinh rồi, hỏi cái chất thì để thằng biết là lúc đấy sẽ phải được interest này. À, vì nó là earning before.